Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Chu Tiên. Tập 50. Chương 246. Nại Hà. Thân hình Quỷ Lệ khẽ rung động, từ từ tỉnh lại khỏi cơn mê, chống tay ngồi dậy trên giường. Đầu vẫn cảm thấy hơi ong ong. Với đạo hạnh của hắn, vậy mà vẫn còn hiện tượng này, quả thật là vô cùng hiếm có. Chỉ là Quỷ Lệ dường như hoàn toàn không chú ý đến điểm này. Hắn định thần, thở dài một tiếng, rồi quay người lại, lập tức ngây người ra. Chỉ thấy Càn Khôn Luân Hồi Bàn đang nằm trên mặt đất, tán phát ra những luồng bạch quang dịu dàng. Còn Tiểu Hôi thì đang ngồi chồm hổm bên cạnh, cơ hồ như rất hiếu kỳ, nhìn trái, nhìn phải, 3-4 lần đưa tay ra sờ mó. Nhưng mỗi lần cứ giơ đến một nửa lại rụt tay lại, như là có gì đó sợ hãi vậy. Quỷ Lệ khẽ chau mày, ngưng thần suy nghĩ một lúc mà vẫn không nghĩ ra có phải hắn đã đặt ngọc bàn này ở đây hay không. Chẳng những thế, thậm chí cả việc làm sao hắn trở về được từ Hàn Băng Thạch Thất hắn cũng chỉ mơ mơ hồ hồ. Có lẽ là do vừa rồi quá thất vọng, nên tinh thần không được ổn định mà nên. Quỷ Lệ im lặng trầm ngâm, rồi cười khổ một tiếng, thở dài náo nuột, nhẹ nhàng cúi người nhặt Càn Khôn Luân Hồi Bàn lên. Tiểu Hôi ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ba con mắt chớp chớp, không biết đang nghĩ gì. Quỷ Lệ vẫy tay, nói: "Tiểu Hôi, lại đây." Tiểu Hôi chí chí mấy tiếng, rồi nhảy vụt lên. Sau 2-3 cái nhấp nhô đã ngồi chồm hổm trên đùi Quỷ Lệ, nhưng dường như nó vẫn còn sợ hãi trước Càn Khôn Luân Hồi Bàn trong tay hắn. Cuối cùng cũng không dừng lại trên đùi, mà nhảy lên vai hắn ngồi. Sau đó thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ngọc bàn trong tay chủ nhân. Quỷ Lệ cũng không nghĩ ngợi nhiều, đưa tay vuốt vuốt lên người Tiểu Hồi. Trên đời này chỉ có mình con linh hầu này là không bao giờ rời xa hắn. Một hồi sau, ánh mắt Quỷ Lệ lại trở về Càn Khôn Luân Hồi Bàn, trong ánh sáng trắng dịu dàng. Ngọc bàn vẫn y như trước, bên trong là vô số miếng ngọc nhỏ đang chuyển động theo quỹ đạo kỳ dị của chúng. Vĩnh viễn không dừng lại, cơ hồ như căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Quỷ Lệ lặng lẽ nhìn ngọc bàn trong tay, ánh sáng trắng mờ mờ chiếu lên mặt hắn. Không biết bên trong đang ẩn tàng bí mật gì. Quỷ Lệ nhìn một lúc lâu, cuối cùng đành lắc đầu khe khẽ. Trên mặt lộ vẻ thất vọng, cầm miếng vải đen lên gói Càn Khôn Luân Hồi Bàn cho vào trong ngực. Tiểu Hôi ngồi trên vai hắn mở to mắt quan sát động tác của chủ nhân. Đến khi Quỷ Lệ cho ngọc bàn vào ngực, đột nhiên nó kêu lên chí chí 2 tiếng. Quỷ Lệ quay đầu lại, chau mày nói: "Chuyện gì vậy, Tiểu Hôi?" Tiểu Hôi đưa tay lên gãi đầu, dường như cũng không biết rốt cuộc là cái gì không đúng hay có điều gì quan trọng, chỉ đành xòe 2 tay ra, nhún nhún vai. Quỷ Lệ vỗ nhẹ lên đầu con khỉ một cái, cũng không để ý gì thêm nữa. Ngồi được một lúc, đột nhiên hắn hỏi: "Tiểu Hôi, vừa rồi ta nằm nghỉ được bao lâu rồi?" Ba con mắt của Tiểu Hôi chuyển động, miệng kêu chi chí chí chí, 2 tay múa may loạn xạ. Quỷ Lệ nhìn nó, chậm rãi nói: "Lâu vậy sao? Vậy chúng ta cũng nên ra ngoài thôi." Nói xong hắn liền đứng dậy, ôm Tiểu Hôi vào lòng vuốt ve, thần sắc trầm ngâm. Hắn ngẩn ra giây lát rồi thở dài, điềm đạm nói: "Dù thế nào thì ta vẫn phải tiếp tục sống, phải không?" Mắt Tiểu Hôi chuyển động không ngừng, cũng không biết nó có hiểu ý Quỷ Lệ nói gì không. Có điều Quỷ Lệ cũng không còn tinh thần đâu mà suy nghĩ thêm nữa. Hắn vỗ nhẹ lên vai Tiểu Hôi mấy cái. Con khỉ bèn thuận thế bò luôn lên vai hắn. Quỷ Lệ bước ra trong tiếng động nặng nề của cánh cửa đá. Bên ngoài thạch thất, thông đạo vân trải dài ra 2 bên. Chỉ là những vết nứt nẻ càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc kia như đang nhắc nhở những người ở đây rằng phía trước có rất nhiều nguy cơ đang rình rập. Quỷ Lệ đứng trước cửa thạch thất một lúc lâu, ánh mắt dừng lại trên những vết nứt nẻ ngang dọc khắp nơi. Có những vết nứt cực lớn, từ phía trên kéo dài xuống, tận dưới đất, lộ ra cả nham thạch bên trong. Sau khi những đường nứt này xuất hiện, vách đá vốn rắn chắc kiên cố, cơ hồ như trở nên mỏng manh yếu đuối, tưởng chừng không chịu nổi một trận gió mạnh. Quỷ Lệ chậm rãi bước tới gần một vết nứt ngay trên vách đá gần nhất, chăm chú quan sát hồi lâu,
trên mặt không lộ ra chút biểu tình. Sau đó hắn lại ngẩng đầu lên nhìn phía trên thông đạo, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Những vết nứt này đều xuất hiện từ sau khi hắn rời khỏi Hồ Kỳ Sơn lần trước. Trong chốc lát, tự nhiên là hắn cũng không thể hiểu nổi. Nhưng khi hắn ở trong Hàn Băng Thạch Thất khi nãy, lại nhớ rất rõ rằng có một sức mạnh thần bí đột nhiên xuất hiện từ lòng đất. Thế nhưng nhìn tình trạng của Thạch Bích lúc này, thì Trần Thông Đạo là tổn hại nhiều nhất. Kế đó là hai bên Thạch Bích, còn mặt đất dưới chân hắn thì chỉ có vài vết nứt nhỏ không đáng kể. Có điều dường như tâm trạng Quỷ Lệ lúc này rất không tốt, tuy những vết nứt này thập phần cổ quái, nhưng hắn chẳng hề để tâm nghiên cứu thêm. Hắn đứng lại định thần trong giây lát, rồi không để ý đến những vết nứt ngang dọc đó nữa, dẫn theo Tiểu Hôi đi ra khỏi thông đạo. Thông đạo vẫn như trước, nhưng có điều khác là nơi này yên tĩnh hơn trước rất nhiều. Đệ tử Quỷ Vương Tông hầu như đã nấp hết trong thạch thất của mình, không ai chịu ra ngoài. Cả thạch thất rộng lớn, chỉ còn mình bóng hình cô lẻ của Quỷ Lệ. Có điều rõ ràng là Quỷ Lệ không chú ý tới những chuyện này. Nhìn hướng đi của hắn thì là đi sâu xuống động quật bên dưới. Không biết có phải là do buồn chán quá nên muốn đi lung tung cho bớt sầu não hay không. Tiếng bước chân Quỷ Lệ vang vang trong thông đạo. Bởi vì không gian quá yên tĩnh nên tiếng bước chân hắn vang động hơn bình thường rất nhiều. Tiểu Hôi ngồi trên vai hắn dường như cũng không quen với tình trạng tĩnh lặng này. Cái đầu nhỏ cứ ngoảnh đi ngoảnh lại, nhòm ngó khắp nơi. Đột nhiên Tiểu Hôi không ngó nghiêng nữa, mà nhìn thẳng về phía trước. Quỷ Lệ cơ hồ như cũng cảm nhận được điều gì đó, dừng bước, dõi mắt nhìn theo ánh mắt Tiểu Hôi. Phía trước không một bóng người, nhưng chỉ giây lát sau, quả nhiên là có động tĩnh. Một bóng người màu đen từ từ lướt tới, không gây ra một tiếng động nhỏ. Đó chính là Quỷ Tiên Sinh. Quỷ Tiên Sinh cũng nhận ra Quỷ Lệ đang đơn độc một mình đứng chắn phía trước mặt mình, dường như cũng hơi ngẩn người, dừng bước. Hai người nhìn nhau hồi lâu, không ai lên tiếng. Bầu không khí trong thông đạo trở nên nặng nề. Cuối cùng Quỷ Tiên Sinh đành lên tiếng trước. Ngươi trở về lúc nào vậy? Quỷ Lệ lạnh lùng đáp, vừa mới trở về. Quỷ Tiên Sinh khẽ gật đầu, cơ hồ như không còn gì để nói nữa. Dù sao ít nhiều gì cũng đã nói một câu, coi như chào hỏi. Chỉ thấy y chậm rãi cất bước về phía trước. Quỷ Lệ thấy thế cũng lặng lẽ lui sang một bên tránh đường. Lúc Quỷ Tiên Sinh đi qua người Quỷ Lệ, đột nhiên dừng bước, cử động dường như có gì đó chần chừ khác với ngày thường. Y trầm ngâm giây lát rồi mới lên tiếng, ngươi vừa mới trở về đúng không? Quỷ Lệ chậm rãi hỏi, phải, có chuyện gì? Quỷ Tiên Tinh hơi do dự, tựa như đang thầm lựa lời để nói, một hồi sau mới chậm rãi hỏi, vậy, ngươi có cảm thấy ở đây có gì đó không đúng không? Quỷ Lệ liếc mắt nhìn Quỷ Tiên Sinh, hỏi, ông ám chỉ điều gì? Quỷ Tiên Sinh trầm mặc một lúc, sau đó lắc đầu, nhạt giọng nói, không, không có gì, ta đi trước đây. Nói xong, liền đi thẳng ra ngoài, không nói thêm chữ nào nữa. Quỷ Lệ nhìn theo bóng Quỷ Tiên Sinh đi xa dần, phiêu hốt bất định, thoạt nhìn thì ngụy dị như bóng u linh. Có điều thân pháp đã chậm hơn ngày xưa rất nhiều. Quỷ Tiên Sinh bước đi rất chậm, hơn nữa lộ tuyến cũng không phải thẳng một mạch, mà thỉnh thoảng lại gần hai bên vách đá. Đặc biệt là khi đi qua các cửa thạch thất, Quỷ Tiên Sinh đều không biết vô ý hay hữu ý dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Dường như y đang tìm kiếm thứ gì đó. Quỷ Lệ lặng lẽ quay người, cho dù Quỷ Tiên Sinh có tìm thứ gì thì cũng căn bản chẳng liên quan đến hắn. Hắn tiếp tục bước đi theo hướng đã chọn. Lần này thì không còn gặp một ai nữa. Chẳng mấy chốc hắn đã đi đến động khẩu. Khi Quỷ Lệ bước ra khỏi động khẩu, ánh dương ấm ám chiếu lên mặt hắn. Quỷ Lệ khẽ nheo mắt, hít thở thật sâu. Dưới ánh mặt trời, cơ hồ như tảng đá đang đè nặng trên tim hắn cũng nhẹ đi phần nào. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong. Từng ngày qua đi, nhưng trưởng giáo Thanh Vân Môn Đạo Huyền Chân Nhân không hề lộ diện lấy một lần. Với thân phận lãnh tụ quần hùng thiên hạ của Đạo Huyền Chân Nhân, đây tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Áp lực đối với trưởng môn đệ tử Tiêu Dật Tài càng lúc càng lớn. Những đạo hữu các phái đến Thanh Vân Môn bái phỏng tạm thời chưa nhắc đến vì còn có thể qua loa được.
nhưng Thanh Vân Môn có nhiều phái hệ. Đạo Huyền Chân Nhân lại chưa truyền ngôi vị trưởng giáo lại cho Tiêu Dật Tài, vì vậy có rất nhiều chuyện y bị câu thúc, không thể xử lý. Còn Thanh Vân Môn chư mạch thì đều lấy Thông Thiên Phong làm trung tâm, mắt thấy trưởng giáo đã nhiều ngày biệt vô âm tín. Còn Thông Thiên Phong thì chỉ biết truyền ra tin tức bế quan, hết bế quan rồi lại bế quan, đến cuối cùng thì bế quan cũng không thể che đậy được nữa. Tiêu Dật Tài bèn quyết định nói Đạo Huyền Chân Nhân đã ra ngoài Vân Du Tứ Hải rồi, không ai biết hạ lạc ở đâu nữa. Nói ra thì cũng không thể trách được Tiêu Dật Tài. Tình hình lúc này của Đạo Huyền Chân Nhân trong mấy nghìn môn hạ của Thanh Vân Môn chỉ có Thủy Nguyệt Đại Sư và Lục Tuyết Kỳ ở Tiểu Trúc Phong là hiểu rõ mà thôi. Còn hai người xưa nay luôn ủng hộ y là Điền Bất Dịch và Tô Như ở Đại Trúc Phong thì đã lần lượt qua đời. Thủy Nguyệt và Lục Tuyết Kỳ thì không nói, nhưng những người khác thì làm sao biết được bí mật tày trời này của Thanh Vân Môn. Tự nhiên là chỉ biết đi tìm Tiêu Dật Tài để truy vấn thôi. Gương mặt Tiêu Dật Tài lộ rõ vẻ mệt mỏi. Người gầy đét lại, so với dáng vẻ tinh minh mẫn cán, tinh lực dồi dào trước đây của y quả thật khác nhau một trời một vực. Chỉ nhìn dáng vẻ này cũng có thể tưởng tượng ra được áp lực đối với y lớn như thế nào. Nhưng y vẫn không thể nghỉ ngơi. Hôm nay, trên Ngọc Thanh Điện, đệ tử sáu mạch còn lại của Thanh Vân Môn dường như đã không thể nhẫn nại, cùng tụ họp lên Thông Thiên Phong hỏi cho ra rốt cuộc trưởng giáo chân nhân đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại không lộ diện trong một thời gian dài như vậy. Đây đúng là chuyện chưa từng xảy ra. Hầu hết các vị thủ tọa đều đã có mặt, duy chỉ có thủ tọa Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt Đại Sư là không đến. Cả đệ tử nổi danh nhất Lục Tuyết Kỳ của bà cũng không có mặt, nhưng sư tỷ Văn Mẫn của nàng thì đã đến. Các vị thủ tọa còn lại đang ngồi ở giữa, trong đó nổi bật nhất chính là Tống Đại Nhân, người mới tiếp nhiệm Điền Bất Dịch làm thủ tọa Đại Trúc Phong. Tống Đại Nhân im lặng, khéo miệng khẽ máy động, gượng gạo cười với Văn Mẫn, nhưng rồi cũng lập tức cúi thấp đầu, rõ ràng là tâm tình vẫn đang chìm trong đau xót. Văn Mẫn cũng lộ vẻ ngại ngùng, cúi mặt không nói gì. Người dẫn đầu cuộc lục mạch tụ hội lần này đương nhiên không phải các đệ tử đời thứ hai mới tiếp nhiệm chức thủ tọa như Tống Đại Nhân hay Tề Hạo. Bởi thế người lên tiếng chất vấn Tiêu Dật Tài tự nhiên chính là mấy vị thủ tọa trưởng bối như Tăng Thúc Thường. Tiêu Dật Tài tuy đã xử lý sự vụ trong môn phái một thời gian khá dài, nhưng dù sao thì Đạo Huyền Chân Nhân vẫn chưa giao lại quyền trưởng giáo cho y. Vì vậy y cũng chỉ có thể đứng trả lời câu hỏi của các vị thủ tọa, không có chỗ ngồi. Chiếc ghế thuộc về Đạo Huyền Chân Nhân vẫn để trống. Tiêu Dật Tài đứng bên cạnh, mặt lộ vẻ khó xử, trả lời câu hỏi của từng người. Chỉ là hỏi đi hỏi lại, Tiêu Dật Tài vẫn cứ khăng khăng khẳng định rằng mình không biết Đạo Huyền Chân Nhân đi đâu, mà sự thật thì cũng đúng là vậy. Giải thích cũng chỉ có một lý do duy nhất, đó là trưởng giáo chân nhân đạo pháp thông huyền, có lẽ là do linh tâm xúc động nên đã ra ngoài Vân Du Tứ Hải rồi. Các vị thủ tọa và các trưởng lão tự nhiên cảm thấy những lời này của họ Tiêu khó mà tin nổi, bởi từ khi tiếp nhiệm chức trưởng giáo tới nay, Đạo Huyền Chân Nhân chưa từng ra ngoài Vân Du mà không để lại chút tin tức nào. Nhưng Tiêu Dật Tài cứ nhắc đi nhắc lại một đáp án như vậy thì cũng không ai làm gì được y. Không thể miễn cưỡng nói rằng trước đây không có thì bây giờ cũng nhất định không có được. Cuộc chất vấn kéo dài đến tận giữa trưa, chúng nhân đều hỏi đến khô cả miệng, Tiêu Dật Tài lại càng thêm tiểu tụy. Nhưng từ đầu tới cuối y vẫn chỉ trả lời một câu đó. Cuối cùng, Tăng Thúc Thường tức giận đứng dậy, phủi tay hừ nhẹ một tiếng, quay người bỏ đi. Người dẫn đầu đã đứng dậy, Tề Hạo, Tống Đại Nhân tự nhiên cũng bị các vị sư thúc, sư bá còn lại kéo dậy theo, lần lượt rời khỏi Ngọc Thanh Điện. Nhìn theo bóng các đồng môn đi xa dần, Tiêu Dật Tài mới chậm chậm thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên thân hình loạn choạng suýt ngã, một cảm giác khó chịu lan chảy khắp châu thân. Cũng may là y có căn cơ thâm hậu, lập tức trụ vững được thân mình. Tiêu Dật Tài cười khổ một tiếng, thầm thở dài, sư tôn à, lão nhân gia người rốt cuộc đang ở đâu? Nếu người còn không trở về, chỉ sợ đệ tử không chịu đựng nổi nữa đâu. Tạm thời không nhắc đến nỗi khổ của Tiêu Dật Tài, lúc này Tống Đại Nhân đang cùng đoàn người ra khỏi Ngọc Thanh Điện. Đệ tử Đại Trúc Phong đang trong thời kỳ thủ tang nên không ai đi theo gá. Họ Tống lặng lẽ bước đi chậm chậm,
Cảnh tượng vừa rồi làm y nhớ đến chuyện sư phụ, sư nương qua đời, trong lòng vô cùng sầu não, chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi đây thật nhanh. Chỉ là gã vừa mới bước ra khỏi đại điện, đang định bước lên Hồng Kiều, đi qua Vân Hải thì chợt có người gọi, đại nhân. Tống đại nhân quay đầu lại, thì ra là Văn Mẫn đang vẫy tay gọi gã. Tống đại nhân cảm thấy ấm áp trong lòng, cất bước đi về phía nàng. Văn Mẫn thấy dáng vẻ tiều tụy của gã, trong lòng thầm đau xót, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nàng thấy xung quanh toàn là người đi lại, không phải là nơi để nói chuyện, bèn đưa mắt ra hiệu cho Tống đại nhân đi theo mình. Tống đại nhân hiểu ý, đi theo Văn Mẫn qua Hồng Kiều, đến bình đài rộng bên trên Vân Hải, hai người tìm một chỗ khuất. Thấy xung quanh không có người, Văn Mẫn mới lên tiếng, huynh, huynh vẫn khỏe chứ? Tống đại nhân cười khổ, cúi đầu nói, chắc muội cũng biết hết chuyện của ta rồi, ôi. Gã thở dài, rồi lại cúi đầu nói tiếp, có điều dưới ta còn có mấy vị sư đệ. Nếu ta không gánh lấy gánh nặng này, chỉ sợ bọn họ càng khốn khó hơn. Khóe mắt Văn Mẫn hơi ửng hồng, đột nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay to bè của Tống đại nhân, làm gã giật mình đánh thót, nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên. Văn Mẫn dịu dàng nói, đại nhân, huynh là đại sư huynh của họ, bây giờ lại nhận lấy trọng nhiệm thủ tọa đại trúc phong, cần phải chiếu cố cho các sư huynh đệ, nhưng huynh cũng phải liệu sức mình mà làm, đừng quá cố gắng. Tống đại nhân cảm thấy bàn tay nàng mềm mại trơn mượt, ẩn ước có mùi u hương của nữ tử thoang thoảng quanh mũi, đôi mắt kia lại càng dịu dàng nhu thuận, trong lòng không khỏi được an ủi. Gã khẽ bóp nhẹ vào tay Văn Mẫn, gật đầu đáp, được. Văn Mẫn khẽ gật đầu, mỉm cười với gã. Hai người tuy gặp mặt không nhiều, nhưng tình cảm thì càng lúc càng sâu đậm. Tống đại nhân trầm mặc giây lát, rồi nói, ta vốn định khẩn cầu sư phụ sư nương hai vị lão nhân ra làm chủ, sang tiểu trúc phong cầu thân. Nhưng cục diện trước mắt này, ta thật sự. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng đặt lên môi gã. Tống đại nhân ngước mắt lên nhìn Văn Mẫn, chỉ nghe nàng dịu dàng nói, muội, hiểu mà, tình hình trước mắt đương nhiên không thể nói những chuyện này. Huynh yên tâm hồi sơn đi, đợi những ngày này qua đi, chúng ta sẽ thương lượng lại, dù sao thì tâm ý của muội thế nào, huynh cũng biết rồi. Càng về sau, sắc mặt Văn Mẫn càng đỏ ửng lên, thanh âm cũng nhỏ dần. Tống đại nhân thầm cảm động, nhiệt huyết sôi trào, không nén nổi xúc động, bước lên một bước, muốn ôm người trong mộng vào lòng. Văn Mẫn bị gã làm giật mình, vội vàng lùi lại né tránh, mắng khẽ, đồ ngốc, không sợ người khác nhìn thấy à. Tống đại nhân giờ mới sực tỉnh, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, quả nhiên thấy tuy chỗ hai người đang đứng không có ai, nhưng xa xa phía trên Vân Hải có không ít đệ tử Thanh Vân Môn, tuy là tạm thời chưa ai chú ý đến đây, nhưng rất khó nói rằng sẽ không có người nào ngẫu nhiên nhìn qua. Tống đại nhân cười ngượng nghịu, nói là ta không đúng, ta đúng là hồ đồ mà. Văn Mẫn nhìn bộ dạng của gã, trong lòng không khỏi bất nhẫn, lườm gã một cái rồi nói, muội đâu có trách huynh, cần gì phải khẩn trương như vậy. Tình thế trước mắt không tốt, nhưng tương lai chỉ cần chúng ta có tâm, nhất định sẽ được ở bên nhau thôi. Ngốc à? Tống đại nhân vội vàng gật đầu, thấp giọng nói, tiểu Mẫn, muội thật tốt. Văn Mẫn lại lườm gã một cái, nhưng nhìn thần tình của gã, lại không nhịn nổi cười, Tống đại nhân cũng bật cười. Hai người đứng cạnh nhau, nhất thời nhu tình mật ý, tuy bên ngoài phong vũ điều hiu, nhưng trong lòng cả hai vẫn tràn đầy hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Chừng giây lát sau, Văn Mẫn thấp giọng nói, muội phải đi rồi. Tống đại nhân không nỡ, song cũng biết mình không tiện ở lâu, đành gật gật đầu nói, đành vậy, muội nhớ cẩn thận. Văn Mẫn liếc mắt nhìn gã, dịu dàng nói, huynh phải bảo trọng, cho dù thế nào, tương lai cũng sẽ tốt đẹp thôi. Tống đại nhân gật gật đầu, ta biết, muội cũng phải trân trọng mình đấy. Văn Mẫn khẽ vuốt nhẹ lòng bàn tay gã, sau đó buông tay, quay người bước ra khỏi Vân Hải. Tống đại nhân nhìn theo bóng nàng cưỡi phi kiếm bay đi xa dần, chậm rãi vẫy tay,
cho đến khi bóng nàng khuất hẳn, mới từ từ quay người lại. Trời xanh mây trắng, sơn thanh thủy tú. Từ trên cao nhìn xuống Tiểu Trúc Phong, chỉ thấy trúc mọc xanh mướt, phong quang diễm lệ, tựa như tiên cảnh. Văn Mẫn từ từ hạ xuống, mấy nữ đệ tử trẻ thấy nàng trở về liền chạy tới đón. Một người trong bọn nói, Văn sư tỷ, sư phụ dặn tỷ trở về thì đến gặp người. Văn Mẫn khẽ gật đầu, đi về phía trước, tiện thể hỏi, sư phụ lão nhân gia đang ở đâu? Một đệ tử khác đứng bên cạnh nói, sư phụ vẫn ở trong trúc lâm tịnh xá, hình như Tuyết Kỳ sư tỷ cũng ở đó. Văn Mẫn ngẩn người, sao hả, Tuyết Kỳ ở cùng với sư phụ? Một đệ tử trẻ khác đứng cạnh đó lên tiếng, vâng, hôm nay sau khi sư tỷ đi, sư phụ đã gọi Tuyết Kỳ sư tỷ đến rồi. Văn Mẫn gật gật đầu, ta biết rồi, bây giờ sẽ đến đó, các muội cứ làm việc của mình đi. Các sư muội của nàng đồng thanh dạ một tiếng, rồi cười khúc khích bỏ đi. Văn Mẫn nhìn theo những sư muội trẻ trung không hiểu sự đời của mình, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, có lẽ người càng đơn thuần thì lại càng hạnh phúc cũng nên. Nàng đứng ngây ra nhìn theo bóng các sư muội đi khuất hẳn, mới thở dài một tiếng, cất bước đi về phía tịnh xá của Thủy Nguyệt Đại Sư. Con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, hai bên thúy trúc mọc tùm, không khí thơm mát. Sau khi đi qua mấy khúc quanh, trúc lâm tịnh xá đã hiện ra trước mắt nàng. Văn Mẫn đến trước cửa tịnh xá, khẽ gõ nhẹ lên hai cánh cửa trúc. Sư phụ, đệ tử Văn Mẫn đến rồi. Bên trong lập tức vang lên tiếng của Thủy Nguyệt Đại Sư, vào đi. Cùng lúc đó, hai cánh cửa tịnh xá cũng kêu lên mấy tiếng két két rồi mở ra. Thân hình yểu điệu của Lục Tuyết Kỳ xuất hiện trước mắt Văn Mẫn, mỉm cười với nàng nói, sư tỷ, tỷ về rồi. Văn Mẫn mỉm cười đáp trả Lục Tuyết Kỳ, rồi chậm rãi bước vào. Trong phòng, Thủy Nguyệt Đại Sư đang ngồi trên giường tre, Lục Tuyết Kỳ bước lại đứng sau lưng bà. Thủy Nguyệt Đại Sư ngước mắt nhìn Văn Mẫn rồi hỏi, mới về hả? Văn Mẫn cung kính trả lời, vâng, đệ tử mới từ Thông Thiên Phong hồi sơn. Thủy Nguyệt Đại Sư trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi nói, hôm nay trên Thông Thiên Phong đã xảy ra chuyện gì, con nói thử ta nghe. Văn Mẫn khẽ gật đầu, nói, vâng. Kế đó liền kể lại cục diện hôm nay trên Thông Thiên Phong một lượt. Cả tình cảnh chúng nhân truy vấn Tiêu Dật Tài thế nào cũng kể ra rất rõ ràng. Thủy Nguyệt Đại Sư lặng lẽ nghe Văn Mẫn kể, không nói tiếng nào. Lục Tuyết Kỳ đứng bên cạnh cũng không lộ biểu tình gì, chỉ là khi nghe Văn Mẫn kể lại tình cảnh khó xử của Tiêu Dật Tài, nàng không nhịn được đưa mắt nhìn Thủy Nguyệt Đại Sư một cái. Nhưng sắc mặt Thủy Nguyệt vẫn lạnh như băng, cơ hồ như căn bản không hề có cảm giác. Văn Mẫn kể xong, ngập ngừng giây lát rồi mới nói, sư phụ, vẫn còn một chuyện nữa, đệ tử không biết có nên nói hay không. Thủy Nguyệt Đại Sư nhắm nghiền hai mắt, cơ hồ như đang nghĩ ngợi điều gì, nghe vậy bèn chậm rãi nói, có gì con cứ nói đi. Văn Mẫn dạ một tiếng, rồi nói, vâng, đệ tử xin nói. Hôm nay lục mạch tể tụ trên Thông Thiên Phong, năm vị thủ tọa đều đi cả. Chỉ mình người không đi, mấy người tăng sư thúc có oán trách đệ tử mấy câu, còn dặn đệ tử truyền cáo lại cho sư phụ. Nói mọi người đều là môn hạ Thanh Vân, đồng tông cộng tổ, muốn sư phụ người cũng nên ra mặt lên tiếng. Nói xong, Văn Mẫn cẩn thận len lén nước mắt nhìn Thủy Nguyệt Đại Sư. Nhưng sắc mặt Thủy Nguyệt vẫn lạnh lùng như tảng băng, không tức giận, cũng không đáp ứng, mà chỉ nhắm mắt trầm tư. Thủy Nguyệt Đại Sư không nói gì, Văn Mẫn đương nhiên cũng không dám lên tiếng. Hồi lâu sau, Thủy Nguyệt Đại Sư mới chậm chậm khai khẩu, vừa rồi con nói ngoại trừ ta, các vị thủ tọa còn lại đều có mặt cả phải không? Văn Mẫn ngẩn người, gật đầu đáp, vâng. Thủy Nguyệt Đại Sư mở mắt ra nhìn Văn Mẫn, Đại Trúc Phong là ai đi? Văn Mẫn thầm giật mình, không biết tại sao sư phụ lại đột nhiên hỏi đến chuyện của Đại Trúc Phong. Ngần ngừ giây lát rồi mới khẽ nói, là đại đệ tử của Điền Sư Bá và Tô Sư Thúc, Tống Đại Nhân. Sắc mặt Lục Tuyết Kỳ thoáng lộ vẻ u ám, trong mắt ẩn hiện mấy phần thương cảm. Gương mặt Thủy Nguyệt Đại Sư cũng hơi ảm đạm, thở dài một tiếng hỏi, ngoại trừ gã, Đại Trúc Phong còn ai đi nữa không?
Văn Mẫn đáp, các vị sư huynh sư đệ Đại Trúc Phong đều đang thọ tang, vì vậy chỉ có mình Tống đại nhân sư huynh đến Thông Thiên Phong. Thủy Nguyệt im lặng giây lát, rồi chậm rãi hỏi, bọn họ cũng không thoải mái gì. Con có đi an ủi Tống đại nhân không? Văn Mẫn giật mình đánh thót, bình thường Thủy Nguyệt đại sư rất nghiêm khắc với đệ tử. Đối với những chuyện này lại càng nghiêm ngặt hơn. Chuyện Văn Mẫn và Tống đại nhân âm thầm qua lại nhiều năm đã là bí mật được công khai một nửa. Vì vậy mà trong lòng nàng luôn thấp tha thấp thỏm, chỉ sợ sư phụ trách móc. Lần này Thủy Nguyệt đại sư đột nhiên hỏi tới, làm cho Văn Mẫn sợ đến toát mồ hôi. Ngần ngừ mãi mới dám thấp giọng trả lời, sư phụ, con thấy Tống sư huynh rất đáng thương, nhất thời mềm lòng, nên mới nói mấy câu với gã. Đệ tử tuyệt đối không dám trái lại lời giáo huấn của ân sư. Thủy Nguyệt đại sư lặng lẽ nhìn Văn Mẫn. Dưới cái nhìn của sư phụ, tim Văn Mẫn đập càng lúc càng nhanh, không biết liệu mình có bị sư phụ trừng phạt hay không. Chẳng ngờ Thủy Nguyệt đại sư lại đột nhiên thở dài, nói, Tiểu Mẫn, con không cần phải sợ như vậy, sư phụ không có ý trách con. Văn Mẫn suýt chút nữa thì tưởng mình nghe lầm, ngạc nhiên thốt lên, sư phụ, người nói gì? Thủy Nguyệt đại sư điềm đạm nói, hiện giờ đệ tử Đại Trúc Phong đang phải thủ hiếu, trong thời gian ngắn chuyện này cũng không thể được. Để qua một thời gian nữa, con bảo Tống đại nhân đến đây cầu thân đi, lớn nhỏ gì thì gã cũng là nhất mạch thủ tọa rồi, không đến nỗi phải làm mất mặt đệ tử của ta. Văn Mẫn nghe như sấm nổ bên tai, nhất thời không thể tiếp nhận nổi, mừng rỡ không nói nên lời. Đồng thời cũng không hiểu tại sao vị ân sư xưa nay luôn rất kiên quyết với chuyện này của mình lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. Thủy Nguyệt đại sư ngồi trên giường trúc, nhìn vẻ hạnh phúc và kinh ngạc trên gương mặt đệ tử, trong lòng thầm thở dài, thầm nhủ, nếu nghĩ thông sớm một chút, có lẽ nó sẽ càng vui vẻ khoái lạc hơn. Lục Tuyết Kỳ bước tới, đặt tay lên vai Văn Mẫn, nhẹ nhàng ôm lấy sư tỷ, trong mắt tràn ngập vẻ mừng vui, khẽ nói, sư tỷ, cung hỷ tỷ. Văn Mẫn nhất thời xúc động, không nén nổi những giọt nước mắt vui mừng, vội vàng đưa tay áo lên quệt đi. Thủy Nguyệt đại sư nhìn thấy, vừa bực mình vừa tức cười, khẽ mắng, chỉ có như vậy mà đã vui đến thế à. Văn Mẫn lúng túng, hai má đỏ bừng, quỳ xuống trước mặt Thủy Nguyệt đại sư, nhẹ giọng nói, đệ tử đa tạ đại ân đại đức của sư phụ. Thủy Nguyệt đại sư nhìn Văn Mẫn hồi lâu, lắc lắc đầu, dịu dàng nói, thôi, con đứng dậy đi. Lục Tuyết Kỳ lại gần đỡ Văn Mẫn dậy. Thủy Nguyệt đại sư nhìn Văn Mẫn, nhẹ nhàng nói, chuyện sau này, sư phụ cũng không thể làm chủ thay con được nữa. Sau này con cũng phải học cách tự chăm sóc mình đi. Văn Mẫn chợt cảm thấy tim mình như thắt lại, đã từ rất lâu rồi. Nàng luôn coi Thủy Nguyệt đại sư như mẫu thân mình, nhất thời không nén nổi xúc động, nức nghẹn không nói nên lời. Thủy Nguyệt đại sư khẽ xua tay, nói, được rồi, hôm nay con đi đi lại lại cũng đã mệt, trở về nghỉ ngơi đi. Văn Mẫn nghẹn ngào đáp, vâng, đệ tử xin cáo từ. Vừa nói, nàng vừa chậm chậm lui ra ngoài. Lục Tuyết Kỳ đi theo phía sau, tiễn nàng đi một đoạn xa rồi mới quay lại. Trong tịnh xá, chỉ còn hai sư đồ đối diện với nhau. Một hồi sau, Thủy Nguyệt đại sư mới cười khổ một tiếng, nói, có phải trước đây ta đều làm sai hết cả hay không, hại nó phải chịu nỗi khổ tương tư, cũng hại cả con. Lục Tuyết Kỳ bước tới trước mặt Thủy Nguyệt đại sư quỳ xuống, thấp giọng nói, sư phụ, người đã một tay nuôi dưỡng chúng con thành người, dạy cho võ công, chỉ có chúng con làm sai, tuyệt đối không dám có lòng trách sư phụ. Thủy Nguyệt đại sư đưa tay ra, nhẹ nhẹ vuốt lên mái tóc đen huyền của Lục Tuyết Kỳ, thở dài nói, con đứng dậy đi. Lục Tuyết Kỳ dạ một tiếng, đứng dậy. Thủy Nguyệt đại sư bế mục dưỡng thần, không nói thêm gì nữa. Lục Tuyết Kỳ im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên nói, sư phụ, con có chuyện muốn nói. Thủy Nguyệt đại sư mở mắt nhìn nàng, sắc mặt trầm trọng, nhẹ nhàng nói, con muốn nói chuyện ở Thông Thiên Phong phải không? Lục Tuyết Kỳ gật đầu, vâng.
Điền Sư Bá và Tô Sư Thúc ở Đại Trúc Phong lần lượt qua đời. Còn Đạo Huyền Sư Bá, chỉ sợ thật sự không thể quay đầu. Tại sao chúng ta không đem chân tướng sự việc nói cho các đồng môn hay biết? Cho dù vì thể diện của Thông Thiên Phong, thì ít nhất cũng nên cho các vị thủ tọa còn lại hay biết mới phải chứ ạ. Thủy Nguyệt Đại Sư trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng, con nói không sai. Chuyện này ta cũng đã nghĩ qua rồi. Lục Tuyết Kỳ ngẩn người, sư phụ, vậy tại sao người vẫn? Thủy Nguyệt Đại Sư cười khổ nói, có phải con muốn nói ta đã nghĩ đến rồi, tại sao vẫn chưa nói cho họ biết phải không? Hài tử ngốc, con có thử nghĩ xem sau khi chúng ta nói những chuyện này ra, sẽ có bao nhiêu người tin chúng ta chứ? Lục Tuyết Kỳ ngẩn người, nhất thời cũng không tìm ra lời gì để nói. Thủy Nguyệt Đại Sư thở dài nói, vừa rồi con cũng nói đó thôi, Thanh Vân Môn có mấy ngàn người, nhưng chỉ có 4 người là Điền Sư Bá, Tô Sư Thúc và 2 sư đồ chúng ta biết được bí mật này. Giờ đây 2 người họ đã qua đời rồi, chỉ còn 2 chúng ta biết chuyện. Nhưng dù là chúng ta nói ra, con thử nói xem mấy ngàn đệ tử Thanh Vân Môn liệu có mấy người tin rằng Chu Tiên Cổ Kiếm của bản môn lại ẩn tàng yêu khí hay không? Liệu có người nào tin rằng Đạo Huyền chân nhân Đạo Hạnh Thông Huyền từng nhiều lần vát ai cứu vớt thiên hạ thương sinh lại trở thành một ác ma tính tình hung ác, giết người không chớp mắt hay không? Lục Tuyết Kỳ lại càng không biết nói gì. Thủy Nguyệt Đại Sư thấp giọng nói tiếp, bí mật này vốn chỉ truyền cho đệ tử kế thừa ngôi vị trưởng giáo. Nói ra ngoài, chỉ sợ toàn thể Thanh Vân Môn sẽ không có một ai tin cả. Huống hồ chúng ta không hề có chứng cứ, con bảo ta phải nói thế nào? Lục Tuyết Kỳ nghiến răng, một lúc sau mới chua chát nói, nhưng cục diện trước mắt chỉ sợ không thể che giấu được mãi. Cho dù chúng ta không nói, chỉ sợ có một ngày người sẽ xuất hiện ở đây, vậy chúng ta sẽ phải làm sao? Thủy Nguyệt Đại Sư thở dài, nhắm mắt lại nói, làm sao, ta cũng không biết nên phải làm sao nữa. Lục Tuyết Kỳ lặng lẽ không nói gì, căn phòng chìm vào trong yên lặng. Bên ngoài, rừng trúc khẽ lay động, phát ra những tiếng rì rào vui tai, cảnh sắc đẹp mê hồn. Còn bên trong trúc lâm tịnh xá, dường như không khí càng lúc càng trở nên nặng nề hơn. Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông. Trong những ngày tiếp sau đó, Quỷ Lệ ngày nào cũng dùng Càn Khôn Luân Hồi Bản thử tìm cách cứu chữa cho Bích Giao, nhưng không hiểu tại sao. Ngoại trừ lần đầu tiên Càn Khôn Luân Hồi Bản làm cho Hợp Hoan Linh có biến hóa, những lần tiếp theo, Càn Khôn Luân Hồi Bản vẫn là Càn Khôn Luân Hồi Bản, còn Hợp Hoan Linh thì không còn phản ứng nữa. Lần nào cũng giống như một cục đá nhỏ, rơi thẳng xuống vào giữa ngọc bàn. Quỷ Lệ vẫn không chịu từ bỏ, ôm tia hy vọng mong manh thử đi thử lại. Nhưng chờ đợi hắn ở phía trước chỉ có thất bại và thất bại. Những ngày đầu Quỷ Vương cũng thường đến Hàn Băng Thạch Thất. Nhưng sau khi nhìn thấy Quỷ Lệ thất bại rồi lại thất bại, ông ta dường như còn bỏ cuộc sớm hơn cả hắn. Số lần đến càng lúc càng thưa thớt. Mấy ngày nay, căn bản ông ta không hề đến đây nữa. Có lẽ, đối với Quỷ Vương, việc nhìn Quỷ Lệ liên tiếp thất bại là một chuyện vô cùng thống khổ. Keng. Một tiếng động nhẹ vang lên, mang theo tiếng hồi âm khe khẽ, Hợp Hoan Linh lại rơi xuống giữa Càn Khôn Luân Hồi Bàn, lăn một vòng, rồi dừng lại. Gương mặt Quỷ Lệ không chút biểu tình, cảm giác của hắn đã tê cứng, không còn thất vọng, cũng không còn ủ rũ sầu não. Hắn không thử nữa, mà ngồi đó như một bức tượng. Sau đó thì cất Càn Khôn Luân Hồi Bàn đi, rồi cầm Hợp Hoan Linh cẩn thận đặt vào lòng Bích Giao. Hắn chăm chú nhìn vào gương mặt hiền hòa của Bích Giao. Đã 10 năm rồi, nàng vẫn đẹp như vậy, vẫn hệt như năm xưa khi hai người gặp mặt lần đầu. Thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy nụ cười năm ấy vẫn lẩn khuất nơi khóe miệng của nàng. Tất cả đều gợi cho hắn những hồi ức không thể nào quên. Chỉ có làn da băng lạnh là đang lạnh lùng nói cho Quỷ Lệ biết sự khác biệt giữa hiện tại và quá khứ. Quỷ Lệ lặng lẽ đứng dậy, chăm chú nhìn Bích Giao lần nữa, khóe miệng máy động. Nhưng Thủy Chung vẫn không nói được nên lời. Cuối cùng đành chậm rãi quay người lại, rời khỏi Hàn Băng Thạch Thất. Bên ngoài thạch thất, thông đạo vẫn vắng tanh không một bóng người. Quỷ Lệ chậm chậm bước đi, những vết nứt trên tường càng lúc càng nhiều, càng lúc càng rộng, càng sâu.
chỉ là trong mắt Quỳ Lệ, tất cả những điều này đều không hề có ý nghĩa. Hắn chỉ lặng lẽ cất bước đi trên thông đạo dài thăm thẳm. Sau lưng Quỳ Lệ, ở đầu kia của thông đạo, trong một góc tối tăm u ám, Quỷ Vương lặng lẽ đứng nhìn hắn thanh niên đi mỗi lúc một xa dần. Quỷ Vương không lại hỏi Quỷ Lệ về tình hình bên trong thạch thất. Đã nhiều năm rồi, ông ta chỉ cần nhìn một động tác hết sức tùy tiện của hắn cũng có thể biết được tình trạng của Bích Giao thế nào. Lẽ nào hoàn toàn không còn hy vọng nữa? Quỷ Vương thở dài chán nản, quay người đi vào bóng tối. Huyết Trì. Quỷ Vương chậm chậm bước lại gần Quỷ Tiên Sinh vẫn đang đứng trên bình đài trầm tư mặc tưởng. Ở trên không, Phục Long Đỉnh vẫn lơ lửng trên không, nhưng trong màn quang, đạo bạch quang thần bí kia dường như đã sáng hơn rất nhiều. Còn huyết khí trên gương mặt ác ma cũng đã giảm đi mấy phần, trông càng thêm hung ác và điên cuồng. Một luồng nộ khí chợt dâng lên trong lòng Quỷ Vương, song thủ nắm chặt lại thành quyền. Nữ nhi mà ông ta thương yêu nhất vẫn không có khởi sắc. Bây giờ tứ linh huyết trận mà ông ta hao tâm tổn huyết để sắp đặt cũng bị một thứ thượng cổ thần pháp bất ngờ xuất hiện làm cho không thể tiếp tục tiến hành. Quỷ Tiên Sinh dường như cảm nhận được điều gì đó, thân hình khẽ dịch động, chậm chậm quay lại, chậm rãi nói, ngài đến rồi. Quỷ Vương hít sâu mấy hơi chân khí, từ từ áp chế cơn giận và sát khí xuống, sắc mặt trở lại bình thường. Cất bước đi tới nói, thế nào rồi, có nghĩ ra cách gì không? Quỷ Tiên Sinh ủ rũ lắc đầu. Tuy rằng sớm đã đoán trước được đáp án, nhưng Quỷ Vương vẫn không thể đè nén được cơn giận trong lòng. Gần đây, dường như ông ta rất dễ nổi cáu và động sát cơ. Nếu Quỷ Tiên Sinh không phải là nhân vật không thể thiếu để triển khai tứ linh huyết trận, chỉ sợ Quỷ Vương đã xuất thủ với y từ lâu rồi. Những biến hóa trên gương mặt của Quỷ Vương tự nhiên không thể giấu nổi Quỷ Tiên Sinh. Có điều dường như y cũng không hề để ý đến những điều này. Chỉ điềm tĩnh đáp, cho tại hạ thêm một thời gian nữa. Ngài đã đợi lâu như vậy rồi, đợi thêm một chút cũng có sao đâu. Quỷ Vương khẽ giật mình, hồi lâu sau mới khôi phục lại bình tĩnh, chậm chậm gật đầu nói, Tiên Sinh nói đúng. Nói xong, ông ta ngần ngừ giây lát, cơ hồ như cũng cảm thấy thần sắc mình hơi quá đáng. Cố gượng cười nói, mấy ngày này ta và Quỷ Lệ cứu chữa cho Bích Giao, nhưng lần nào cũng thất bại, tâm trạng không được tốt lắm. Tiên Sinh đừng để ý. Quỷ Tiên Sinh lắc lắc đầu, nói, phụ tử tình thâm, tại hạ hiểu. Y ngưng lại giây lát rồi chậm chậm quay người lại, ngước mắt lên nhìn Phục Long Đỉnh đang lơ lửng trên không, đặc biệt là trụ sáng trắng thần bí kia, nói, Bích Giao tiểu thư vẫn không có gì khởi sắc sao? Mấy năm nay đúng là cách gì cũng đã thử qua rồi. Quỷ Vương thở dài nói, vẫn là như vậy. Độ này tuy ta và Quỷ Lệ bất hòa, nhưng tâm ý của hắn với Bích Giao thì vẫn không hề thay đổi. Gần đây không biết đã tìm được ở đâu một thứ pháp bảo ly kỳ cổ quái về để cứu tỉnh Giao Nhi. Lần đầu tiên thì dường như cũng có chút hiệu quả, có thể hô ứng với hợp hoàn linh. Không ngờ đúng vào thời khắc quan trọng nhất thì thần lực của huyết trận đột nhiên phát động, kết quả là lại thành công cốc. Quỷ Vương vừa nói vừa ngây ngần xuất thần, trong lòng lại nhớ đến nữ nhi đang nằm trong hàn băng thạch thất, trái tim giả nua không khỏi thắt lại, đến nỗi căn bản không hề phát giác ra. Quỷ Tiên Sinh nghe đến đoạn sau thì chợt ngẩn người ra như phỗng đá. Một lát sau, dường như Quỷ Tiên Sinh đã khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi hỏi, vậy sao? Thế bảo vật mà Quỷ Lệ mang về là thứ gì vậy? Tâm trạng Quỷ Vương vẫn ảm đạm u ám như trước, thuận miệng đáp, là một ngọc bàn, chất ngọc rất ấm, bên trên có khắc những đồ hình kỳ quái. Lạ nhất là bên trong ngọc bàn có rất nhiều miếng ngọc nhỏ, bên trên có khắc chữ, lại biết tự động chuyển động, hơn nữa còn không hề đụng phải nhau. Quỷ Vương nói tới đây, đột nhiên trao mày lại hỏi, tại sao Tiên Sinh đột nhiên lại hứng thú với chuyện này vậy? Quỷ Tiên Sinh đang quay lưng lại phía ông ta, vẫn ngẩng đầu lên nhìn Phục Long Đỉnh, trầm mặc hồi lâu, rồi mới nói, không có gì, tại hạ chỉ tiện miệng hỏi thôi. Các bạn đang nghe chuyện Chu Tiên tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 247, Tinh Bàn.
Quỷ Lệ đã về Hồ Kỳ Sơn được 10 ngày, nhưng mục đích lớn nhất, cũng là mục đích duy nhất của hắn vẫn chưa hề có tiến triển. Những ngày gần đây, Càn Khôn Luân Hồi Bàn không còn có bất kỳ phản ứng gì với Hợp Hoan Linh trong tay Bích Giao nữa. Lần nào hắn cũng tràn trề hy vọng, nhưng lần nào cũng vẫn là một câu trả lời lạnh lùng đó. Còn sức mạnh thần bí dưới lòng đất hôm đó, cũng như đã biến mất khỏi thế gian này, không còn xuất hiện trở lại lần nào nữa. Cùng với chuyện này, không khí mây sầu xương thảm trong tổng đường của Quỷ Vương Tông cũng đột nhiên thay đổi. 10 ngày này, không còn thấy người phát điên đả thương người khác nữa. Những vết nứt ngang dọc không ngừng lan tỏa khắp nơi trên tường đá cũng đột nhiên ngưng lại. Tất cả dường như lại trở về những ngày tháng bình yên thuở trước. Tất cả mọi người cũng dần dần khôi phục lại tinh thần. Trên mặt mọi người bắt đầu xuất hiện những nụ cười, cho dù nụ cười ấy có hơi miễn cưỡng, hơi thận trọng, song không khí đã hoàn toàn khác trước. Trong thông đạo cũng dần dần xuất hiện bóng đệ tử Quỷ Vương Tông đi lại. Những người đi cùng đường trước kia vốn lặng lẽ âm thầm, thì giờ cũng hoàn toàn thay đổi, dần dần xuất hiện tiếng nói, tiếng cười. Không biết có phải là xảo hợp hay không mà những thay đổi này lại xảy ra đúng vào sau khi Quỷ Lệ trở về Hồ Kỳ Sơn. Thế nên các trong các đệ tử Quỷ Vương Tông không biết từ lúc nào đã xuất hiện truyền ngôn rằng sau khi Phó Tông Chủ trở về, tuy là bề ngoài không hề hỏi han gì các đệ tử, nhưng sự thực thì đã mau chóng tìm được căn nguyên của những dị biến gần đây rồi diệt đi, khiến cho tổng đường của Quỷ Vương Tông trở lại bình thường. Lời đồn này rõ ràng có chút hoang đường, nhưng có lẽ vì những ngày tháng trước đó quá hoảng loạn, quá sợ hãi, nên đa phần đệ tử Quỷ Vương Tông đều rất tin tưởng. Lời truyền ngôn này còn nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Còn về việc Quỷ Lệ làm sao tìm được căn nguyên của dị biến, rồi lại làm sao tiêu diệt thì chúng nhân đều ậm ờ ấp úng, cũng không ai rõ căn nguyên dị biến rốt cuộc là cái gì. Có điều chúng nhân hầu như hoàn toàn không để ý đến những vấn đề này, chỉ thì thầm bàn tán một hồi rồi không nhắc tới nữa. Quỷ Lệ tự nhiên là không thể biết được những lời truyền ngôn không rõ nguồn gốc này, mà dù là hắn biết đi chăng nữa thì chắc hắn cũng chẳng thèm để ý. Tất cả những gì hắn nghĩ đến chỉ có Bích Giao, người con gái đang nằm trong Hàn Băng Thạch Thất, mà người quan trọng nhất với hắn này cho đến nay vẫn chưa có gì khởi sắc. Đối với bản thân hắn mà nói, một chút lòng tin miễn cưỡng cuối cùng đã gần cạn. Keng, lại một tiếng động nữa vang lên. Hợp Hoan Linh rơi một lần nữa rơi xuống Càn Khôn Luân Hồi Bàn, lăn mấy vòng rồi dừng lại. Quỷ Lệ ngẩn người nhìn chiếc ngọc bàn và cái chuông bên trên nó, ánh mắt u ám giờ lại càng thêm u ám. Ngay cả một chút ánh sáng cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất. Hắn đứng như si như dại một lúc lâu, mới cầm Hợp Hoan Linh tới đặt vào tay Bích Giao, nhẹ nhàng để hai tay nàng đan chéo trước ngực, động tác dịu dàng, tựa hồ như sợ mình làm tổn thương tới nàng vậy. Sau đó, hắn chăm chú nhìn vào gương mặt thanh tú của Bích Giao, thấp giọng nói, Bích Giao, xin lỗi, ta lại không cứu được nàng. Càn Khôn Luân Hồi Bàn này là bảo vật của Thiên Âm Tự, ta đã mượn mười mấy ngày rồi. Quả thật không thể mặt dày mày dạn không trả lại cho người ta. Nói tới đây, cơ thịt trên mặt hắn khẽ giật giật, hai mắt nhắm lại, dường như đang vô cùng kích động. Hồi lâu sau mới từ từ bình tĩnh lại, dịu giọng nói, nàng yên tâm, chỉ cần ta còn sống, bất luận thế nào, cho dù phải đi tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định phải cứu nàng. Nàng hãy nhẫn nại thêm một thời gian nữa được không? Bích Giao vẫn nằm trước mặt hắn, gương mặt vẫn điềm tĩnh như trước, khóe miệng mỉm cười, tuy rằng không có phản ứng, nhưng có lẽ nàng đã đáp ứng hắn rồi cũng nên. Khóe mắt Quỷ Lệ đột nhiên ươn ướt, hắn vụt quay đầu lại, ngửa mặt hít thở một lát, đợi cho nước ở khóe mắt khô hẳn, hắn mới chậm chậm bước ra ngoài. Thạch môn nặng nề khép lại sau lưng hắn, tâm tình của Quỷ Lệ cũng theo đó mà trầm xuống, đáy vực. Hắn đứng đó hồi lâu, cuối cùng mới lắc mạnh đầu, tựa như muốn ném thứ gì đó ra khỏi đầu óc mình vậy. Sau đó hắn quay người, đang định rời khỏi đó, thì đột nhiên khựng người dừng lại. Bên ngoài Hàn Băng Thạch Thất, Quỷ Tiên Sinh đã lặng lẽ đứng đó tựa bóng u linh từ bao giờ. Y nhìn chăm chăm vào Quỷ Lệ, ánh mắt sau tấm sa đen của y nhìn Quỷ Lệ một lượt, rồi rời dần xuống Càn Khôn Luân Hồi Bàn trong tay hắn.
sau đó thì dừng lại, không còn dịch chuyển đi đâu nữa. Đến giờ Quỷ Lệ mới nhận ra lúc nãy tâm trạng của hắn quá tệ, quên cả Cất Càn Khôn Luân Hồi Bàn đi, bèn lấy tấm vải đen ra gói chiếc ngọc bàn lại, cho vào lòng. Quỷ tiên sinh nhìn động tác của hắn, cũng không có ý cản trở, nhưng có thể thấy ánh mắt y thấp thoáng ẩn hiện mấy tia dị quang, không biết đang nghĩ gì trong đầu nữa. Tuy Quỷ Lệ cảm thấy có chú kỳ quái trước hành vi của quỷ tiên sinh, nhưng một là thường ngày con người này vốn đã hành sự cổ quái lại thần bí, hai là lúc này thực sự hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi hỏi chuyện của người khác, lại càng chẳng muốn biết tại sao quỷ tiên sinh lại đứng đó. Sau khi thu hồi luân hồi bàn, thậm chí hắn còn chẳng buồn chào hỏi, đã dậm chân bước đi. Lúc đi qua người quỷ tiên sinh, hắn cũng chẳng thèm gật đầu lấy một cái, mà cứ thế đi thẳng. Chỉ là Quỷ Lệ không để ý, nhưng quỷ tiên sinh thì lại không có ý nghĩ đó. Hắn đi được chừng 10 bước, thì phía sau chợt vang lên tiếng gọi của quỷ tiên sinh, lãnh đạm thấp trầm nhưng rất rõ ràng, xin dừng bước. Quỷ Lệ khẽ chau mày, quay người lại, hỏi, chuyện gì? Sau mục quỷ tiên sinh xạ ra hai đạo hàn quang sắc lạnh, chậm rãi buông một câu, Bích Giao tiểu thư vẫn khỏe chứ? Trên gương mặt Quỷ Lệ đột nhiên phủ một làn mây giận dữ, tình cảnh Bích Giao thế nào, trên dưới Quỷ Vương Tông không ai là không biết. Quỷ tiên sinh nói như vậy, rõ ràng là biết rồi còn hỏi. Nếu đổi lại là người khác thì, chỉ e đã không xong với hắn rồi. Xưa nay Quỷ Lệ đều rất kỵ những chuyện liên quan tới Bích Giao. Vì thế đệ tử Quỷ Vương Tông đều không dám nói đến nàng trước mặt hắn. Bao nhiêu năm nay, ngoại trừ Quỷ Vương, Quỷ tiên sinh là người đầu tiên dám nhắc tới Bích Giao với Quỷ Lệ. Sắc mặt Quỷ Lệ như phủ một lớp băng mỏng, ánh mắt sắc bén như bảo kiếm nhìn chằm chằm vào quỷ tiên sinh, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn nói gì? Quỷ tiên sinh dường như hoàn toàn không hề chú ý đến sát khí đang tỏa ra từ người Quỷ Lệ, có điều ý cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn. Ngược lại còn hỏi lại một câu, nghe nói ngươi tìm được một pháp bảo mới để cứu trị cho Bích Giao tiểu thư, có chuyện này không? Quỷ Lệ lạnh giọng đáp, không sai, có điều ngươi hỏi chuyện này làm gì? Vừa nói, Quỷ Lệ vừa bước lên phía trước, hai mắt sáng rực lên, sát khí vô hình bắt đầu ngập tràn khoảng không giữa hai người. Quỷ tiên sinh vẫn không hề chú ý đến hiểm nguy trước mắt, phảng phất như căn bản không hề nhận ra Quỷ Lệ đã động nộ. Cơ hồ như thần kinh của y đã hoàn toàn băng lạnh, chỉ điềm đạm nói, ngươi cho ta mượn bảo vật đó xem thử được không? Quỷ Lệ nộ khí trào dâng, y phục không gió mà tự bay lên phần phật, nhấc chân bước lên hai bước nữa, mỗi bước xem ra có vẻ không lớn, nhưng chỉ thấy thân ảnh hắn lắc lư một cái, đã chỉ còn cách quỷ tiên sinh chừng ba thước rồi. Giờ thì chỉ cần cử tay động chân, Quỷ Lệ cũng có thể dồn quỷ tiên sinh vào quấy chết. Chỉ là trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khoảnh khắc đại chiến cơ hồ chỉ còn một bước nữa là xảy ra ấy. Đột nhiên vì một câu nói của quỷ tiên sinh mà sát khí lập tức tiêu tán, nộ khí cũng từ từ biến mất. Có lẽ ta biết dùng pháp bảo đó cũng không chừng. Hàn Băng Thạch Thất là nơi năm xưa Quỷ Vương đặc biệt xây nên cho Bích Giao, vốn là nơi ở của nàng. Nay thêm vào tình trạng đặc thù của nàng lúc này, tự nhiên đã trở thành một nơi thanh tịnh, yên ắng nhất trong tổng đường Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương cũng đã hạ nghiêm lệnh, đệ tử bình thường tuyệt đối không được lại gần khu vực này. Trong Quỷ Vương Tông, tuyệt đối không quá 5 người được tự do đến Hàn Băng Thạch Thất. Quỷ Lệ và quỷ tiên sinh xưa nay hành sự bí ẩn cao thâm khôn lường này đều là nhân tuyển trong 5 người đó. Lúc này, thông đạo bên ngoài Hàn Băng Thạch Thất vắng lặng không một bóng người, chỉ có hắn và quỷ tiên sinh đang đối mặt với nhau. Ánh mắt Quỷ Lệ vẫn sắc lạnh như trước, nhưng sát khí và nộ khí vừa tán phát ra thì đã từ từ biến mất. Hắn đứng im đó một hồi, rồi đột nhiên lên tiếng, ngươi biết vật này? Quỷ tiên sinh điềm tĩnh đáp, vừa rồi mới nhìn lướt qua. Cả hình dáng pháp bảo thế nào ta còn chưa rõ, không thể nói được. Quỷ Lệ trầm ngâm giây lát, cho tay vào người lấy Càn Khôn Luân Hồi Bàn ra, cởi tấm vải đen, đang định đưa cho quỷ tiên sinh thì đột nhiên lại do dự thu tay lại, không đưa ra nữa. Quỷ tiên sinh chăm chú quan sát chiếc ngọc bàn trong tay Quỷ Lệ, rồi ngước mắt lên nhìn hắn,
không nói gì, cũng không thúc giục gì. Quỷ Lệ nhíu chặt hai hàng lông mày, trong lòng vô cùng lưỡng lự. Quỷ tiên sinh tuy là người cùng trong Quỷ Vương Tông với hắn, nhưng rõ ràng là Quỷ Lệ hoàn toàn không hề tín nhiệm y. Hơn nữa sau lần Quỷ tiên sinh đột nhiên xuất hiện can thiệp vào trận quyết đấu giữa hắn và lão nhân thần bí trong tổ sư từ đường của Thanh Vân Môn, thì hắn lại càng cảm bất mãn với con người này hơn. Chỉ là chán ghét thì chán ghét, bất mãn thì bất mãn. Nhưng Quỷ Lệ tuyệt đối không dám coi thường đạo hạnh và kiến thức của nhân vật thần bí đang đứng trước mặt mình này. Sau mấy lần do dự bất quyết, cuối cùng hắn cũng bị một chút hy vọng nhỏ bé trong lòng mình chế ngự, từ từ đưa ngọc bàn trong tay mình ra cho Quỷ tiên sinh. Quỷ tiên sinh cũng không nói gì, đưa tay cẩn thận đón lấy ngọc bàn, giơ lên trước mặt, chăm chú quan sát. Ngọc bàn tỏa ra ánh sáng trắng nhu hòa, tựa nhưng quang ba lưu thủy chậm chậm chảy trong không trung. Những đồ hình khắc bên viền cổ sơ mà mạnh mẽ, sinh động mà khéo léo, có cái như tinh đầu trên trời, có cái như cao sơn lưu thủy, khiến người ta không thể không trầm trồ thán phục. Nhưng là người ta chú ý nhất vẫn là vùng trung tâm của ngọc bàn. Vô số miếng ngọc nhỏ đang tự chuyển động không hơi không tiếng, không hề ngưng nghỉ theo những quỹ đạo thần bí, hoàn toàn không hề chạm phải nhau, khiến người ta ngấm ngầm cảm thấy bên trong ngọc bàn này nhất định đang ẩn chứa một đạo lý gì đó vô cùng ảo diệu. Ngoài ra, món pháp bảo vốn thuộc về Thiên Âm Tự này lúc này cũng đã có chút khác đi so với lúc Quỷ Lệ mang nó ra từ Thiên Âm Tự. Ở trên những miếng ngọc nhỏ không ngừng chuyển động kia, vốn có những tự dạng kỳ quái, nhưng khi Quỷ Lệ cầm vào ngọc bàn, những chữ đó đều mờ đi. Còn lúc này, khi vào tay Quỷ tiên sinh, những miếng ngọc nhỏ bên trong Càn Khôn Luân Hồi Bàn lại thỉnh thoảng sáng bừng lên, hiện ra những văn tự thần bí bên trên, sau đó lại từ từ tối đi, làm cho văn tự biến mất. Những văn tự này hiện lên rồi lại biến đi hoàn toàn không theo một quy luật nào hết. Chỉ là hết viên này sáng lên thì lại đến viên kia sáng lên, làm cho ngọc bàn có thêm mấy phần sinh khí, cũng thêm cả mấy phần thần bí. Quỷ Lệ tự nhiên là đã phát hiện ra những biến đổi này. Sự thực thì biến hóa chỉ xảy ra sau lần luồng sức mạnh kỳ dị dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện. Quỷ Lệ cũng rất hy vọng vào sự biến đổi này. Song cả 10 ngày nay, hắn đã tìm đủ mọi cách để thử. Vậy mà kết quả vẫn như trước, vẫn không thể nào tham thấu được món pháp bảo thần bí này. Quỷ Lệ đột nhiên trở nên hồi hộp khẩn trương. Cũng không biết đã bao lâu, Quỷ tiên sinh lật đi lật lại Càn Khôn Luân Hồi Bàn mấy lượt. Cuối cùng ánh mắt mới chịu rời bảo vật trên tay, ngước lên nhìn Quỷ Lệ. Quỷ Lệ thấp giọng, tựa hồ như đang cố áp chế tình cảm đang trỗi dậy trong lòng, thế nào? Quỷ tiên sinh nhắm hai mắt lại, từ từ trả lời. Pháp bảo này là một thứ pháp khí từ thời thượng cổ, tên là tinh bàn. Quỷ Lệ ngẩn người, ngạc nhiên thốt, tinh bàn. Quỷ tiên sinh gật đầu khẳng định lại. Quỷ Lệ không ngờ Quỷ tiên sinh lại khẳng định chắc chắn, nhất thời cũng có chút ngạc nhiên. Khi đó ở Thiên Âm Tự, Phổ Hoàng Thượng Nhân và Phổ Đức Đại Sư đều nói bảo vật này có tên Càn Khôn Luân Hồi Bàn. Tại sao đến tay Quỷ tiên sinh lại đột nhiên biến thành tinh bàn như vậy? Có điều chỉ trong giây lát, hắn đã không buồn nghĩ đến vấn đề này nữa. Đối với hắn mà nói, ngọc bàn này có là Càn Khôn Luân Hồi Bàn hay là tinh bàn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Quan trọng nhất là Quỷ tiên sinh có hiểu được bí mật của pháp bảo này cùng với cách sử dụng nó để cứu Bích Giao hay không mà thôi. Nhìn dáng vẻ chắc chắn của Quỷ tiên sinh, hắn cũng cảm thấy yên tâm phần nào, không nén nổi kích động, buột miệng nói, vậy, ông có biết, nó có thể cứu được Bích Giao không? Quỷ tiên sinh trầm ngâm, tuy chỉ trong thời gian rất ngắn, nhưng với Quỷ Lệ, khoảng thời gian y im lặng đó phảng phất như kéo dài cả trăm năm, trong lòng chỉ thấp thỏm sợ Quỷ tiên sinh sẽ thốt ra một câu, không thể. Cũng may, tuy Quỷ tiên sinh có hơi ngần ngừ, nhưng cũng không hề nói thẳng ra là không thể. Chỉ nghe y chậm chậm nói, vật này là pháp bảo thời thượng cổ, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện ở nhân thế. Tuy ta cũng biết đôi chút, nhưng cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Dù sao cũng phải thử đã. Quỷ Lệ thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không khỏi có chút mệt mỏi. Chỉ là nghĩ đến ít nhất cũng có thêm một phần hy vọng, tuy là không lớn lắm,
nhưng hắn cũng đã hoan hỷ vạn phần rồi. Quả thực hắn đã chìm trong tuyệt vọng quá lâu rồi, chỉ cần một chút hy vọng cũng đủ làm hắn sung sướng đến ngây người. Quỷ tiên sinh trầm ngâm giây lát rồi nói, chỗ này không thích hợp, chi bằng chúng ta vào Hàn Băng Thạch Thất trước đã. Quỷ Lệ gật gật đầu, đang định bước đi thì lại chần chừ giây lát, sau đó lùi lại, khom người nhường đường cho quỷ tiên sinh. Tiên sinh, mời đi trước. Từ khi đến Quỷ Vương Tông này, Quỷ Lệ luôn mục trung vô nhân, cho dù là đối với quỷ vương, cũng rất ít khi lễ độ như vậy. Vậy mà lần này hắn lại tỏ ra cung kính với một kẻ xưa nay mình không hề có ấn tượng tốt như quỷ tiên sinh. Chỉ riêng điểm này đã có thể nhận ra địa vị của Bích Giao quan trọng thế nào đối với hắn rồi. Quỷ tiên sinh nhất thời ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi nhấc chân bước đi. Quỷ Lệ đi sau lưng y, cùng trở lại Hàn Băng Thạch Thất. Bên trong thạch thất, Bích Giao vẫn nằm trên thạch đài như trước. Hàn khí trắng mờ mờ tỏa lên từ Hàn Băng Thạch Đài, lẩn khuất giữa không trung. Quỷ Lệ đi đến bên cạnh Bích Giao, đang định lấy hợp hoan linh trong tay nàng ra, thì chợt nghe quỷ tiên sinh đứng phía sau cản lại, tạm thời đừng lấy hợp hoan linh vội. Quỷ Lệ ngẩn người, quay người nhìn quỷ tiên sinh hỏi, hồn phách của Bích Giao đều bị khóa trong hợp hoan linh, không lấy nó thì làm sao cứu được nàng. Quỷ tiên sinh khẽ lắc đầu, lão phu vừa nói rồi, tinh bản là pháp bảo từ thời thượng cổ, lão phu cũng chỉ có hiểu biết rất sơ lược, không dám chắc chắn 10 phần. Trước khi thử, tốt nhất không nên kinh động đến hợp hoan linh của Bích Giao tiểu thư thì hơn, đợi sau khi ta nắm chắc rồi thì thi triển pháp thuật cũng không muộn, ít nhất cũng có thể giữ cho hồn phách của Bích Giao tiểu thư được an toàn. Quỷ Lệ hiểu ra, vội vàng gật đầu nói, tiên sinh nói rất phải. Quỷ tiên sinh tay cầm ngọc bàn, ngồi xuống một góc thạch thất. Quỷ Lệ cũng bước đến ngồi xuống đối diện với y, nhìn chăm chú. Tuy quỷ tiên sinh đột nhiên xuất hiện đưa cho hắn một tia hy vọng, nhưng quỷ Lệ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng y. Tuy nói năng khách khí, nhưng bất luận thế nào cũng phải phòng bị mấy phần. Chỉ thấy quỷ tiên sinh chậm chậm đặt ngọc bàn xuống mặt đất, nhắm mắt trầm tư, cơ hồ như vẫn đang ngần ngừ. Hồi lâu sau, y mới từ từ mở mắt, chậm chậm đưa ngón tay trỏ của bàn tay phải ấn xuống giữa chiếc ngọc bàn trước mắt. Sắc mặt quỷ Lệ thoáng rung động, nhưng rồi lại lập tức cố dồn nén, trong mắt lộ vẻ khẩn trương. Nhìn gương mặt quỷ tiên sinh tuy không thấy thần tình của y, nhưng chỉ riêng chuyện y nhìn chăm chăm không chớp vào ngọc bàn, cũng biết y không hề thoải mái. Ngón tay trỏ của quỷ tiên sinh từ từ ấn xuống, khi còn cách ngọc bàn chừng 5 thốn, thì y dừng lại. Ngọc bàn bên dưới vẫn hoàn toàn không có biến hóa, trong ánh sáng trắng dịu dàng, vô số những miếng ngọc nhỏ đang không ngừng chuyển động theo quỹ đạo của riêng mình. Những văn tự thần bí cũng thoáng hiện lên rồi lại tắt ngóm. Ngón tay của quỷ tiên sinh cứ dừng lại giữa không trung, hai mắt nhìn chăm chăm vào ngọc bàn, cơ hồ như đang tìm kiếm gì đó. Tuy quỷ Lệ vẫn nghi hoặc khó hiểu, nhưng cũng không dám làm phiền y. Chỉ thấy quỷ tiên sinh cứ để như vậy chừng nửa tuần trà, đột nhiên khẽ hừ nhẹ một tiếng, ấn nhanh ngón tay xuống. Ngọc bàn đang bình tĩnh, đột nhiên phát ra những tia sáng rực rỡ chói lọi. Cùng lúc đó, quỷ Lệ đột nhiên có ảo giác, cơ hồ như thế giới bên ngoài đột nhiên chậm lại, còn thạch thất bỗng nhiên rộng hơn gấp 100.000 lần. Còn bản thân hắn chỉ như một con kiến nhỏ, đối mặt với tương lai vô cùng vô tận. Cảm giác kỳ dị này chỉ trong nháy mắt đã biến mất, nhưng cũng đủ làm cho quỷ Lệ ướt đẫm mồ hôi. Nhưng lúc này hắn cũng không còn tâm trí đâu để nghĩ nhiều nữa. Vừa mới định thần lại, phản ứng đầu tiên là nhìn vào ngọc bàn. Chỉ thấy ngọc bàn đang tỏa ra những tia sáng chói mắt, không ngừng phát ra những tiếng lanh canh. Có lẽ quá nửa là do ngón tay của quỷ tiên sinh đã phá hoại quỹ đạo chuyển động của những miếng ngọc nhỏ, làm cho chúng chạm vào nhau mà nên. Cùng với những tiếng lanh canh vui, tại đó, ánh sáng tỏa ra từ ngọc bàn càng lúc càng chói mắt. Chỉ giây lát sau đã bao trùm cả Hàn Băng Thạch Thất. Thậm chí quỷ Lệ đã không thể nhìn thấy quỷ tiên sinh đâu nữa. Trong màn hào quang thần bí đó, quỷ Lệ vừa kinh hãi lại vừa thấp thỏm mừng vui. Hào quang rực rỡ không ngừng sáng bừng lên, tựa như có một vầng mặt trời nhỏ rơi xuống thạch thất này,
nhưng Quỳ Lệ hoàn toàn không cảm thấy nóng bức. Trong muôn vàn đạo ánh sáng đó, không ngừng vang lên những âm thanh thấp trầm rất nhỏ, tựa chú ngữ, tựa tiếng rên rỉ, lại như tiếng gió thổi qua rặng trúc, tiếng chim kêu trong u cốc. Đột nhiên, Quỳ Lệ giật bắn mình, toàn thân chấn động, huyết mạch châu thân tựa hồ như ngừng lưu chuyển, cả người lảo đảo, suýt chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Quỳ Lệ cả kinh thất sắc, không kịp phản ứng, lòng bàn tay và gan bàn chân, đan điền và bách hội, những nơi tập trung khí mạch toàn thân đều chấn động, huyết khí sôi trào, đau đớn như dao cắt. Với sức chịu đựng kinh người của hắn mà cũng không khỏi hự lên một tiếng, sắc mặt đau đớn khôn cùng. Sau màn ánh sáng chói mắt, dường như quỷ tiên sinh cũng cảm nhận được điều gì đó, chợt lên tiếng hỏi, sao vậy? Nghe thanh âm của y hết sức bình ổn, tựa hồ như hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng chút gì vậy. Quỷ Lệ không khỏi kinh nghi bất định, từ trước tới nay hắn chưa từng gặp phải tình trạng thế này bao giờ. Nếu như nói là do yêu lực của phệ huyết châu phát tác thì cũng không phải, bởi vì hiện tượng hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, từ khi học được Thiên Thư Đệ Tứ Quyển, yêu lực của phệ huyết châu đã bị dung hợp, không còn phát tác nữa. Huống hồ nhiếp hồn lúc này vẫn đang nằm trong lòng hắn, không hề có bất kỳ dị động. Đây chỉ là suy nghĩ thoáng hiện lên trong óc Quỳ Lệ. Cái đau vẫn không ngừng tăng lên, chỉ trong nháy mắt, huyết mạch toàn thân hắn dường như đông cứng, chấn động dữ dội, tựa hồ như bị bẻ gập lại, tứ chi dần dần tê dại. Những chấn động xuất hiện ở thủ tâm, đơn điền khi nãy bắt đầu di chuyển, hướng về phía mi tâm của hắn. Biến hóa này diễn ra nhanh đến mức không thể tưởng tượng, toàn thân Quỳ Lệ run rẩy một cách dữ dội. Cũng may là có màn hào quang che khuất, nên quỷ tiên sinh mới không nhận ra rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng với đạo hạnh của y, tất nhiên cũng có thể cảm nhận được Quỳ Lệ đang gặp phải chuyện gì đó rất ghê gớm. Giữa màn hào quang mơ mơ hồ hồ, dường như quỷ tiên sinh đang đứng dậy. Quỷ Lệ chỉ cảm thấy cái đau như dao cắt làm hắn thống khổ vạn phần đó không hiểu vì sao lại đột nhiên biến mất. Vào lúc đau đớn nhất, hắn cảm nhận được các chấn động đã dịch chuyển hết về mi tâm. Trong sát na ấy, dường như hắn nghe thấy trong đầu mình có âm thanh như sấm nổ, tựa hồ trái pháo khổng lồ vừa nổ tung trong đầu hắn vậy. Một đạo bạch quang như một ngọn chùy thủ sắc bén đang xuyên thẳng qua đầu hắn, cắm sâu vào não hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Quỷ Lệ chỉ thấy trời xoay đất chuyển, cơ hồ như mất đi thần trí. Nhưng bản tính hắn xưa nay vốn kiên cường bất khuất, nhiều năm nay lại chui rèn qua bao trận chiến kinh hồn bạt vía mà vẫn sống sót, thế nên mới không gục ngã. Cùng với sự biến mất của cảm giác đau đớn, hắn cũng nhận ra đầu mình vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng ảo giác vừa rồi thì quả là chân thực vô cùng, khiến người ta không thể không sợ hãi. Đúng vào lúc này, chợt thấy quỷ tiên sinh lên tiếng, ngươi làm sao vậy? Cùng với tiếng nói của quỷ tiên sinh, Quỷ Lệ chợt cảm thấy toàn thân thư thái, áp lực kỳ dị vừa rồi lập tức tiêu tán. Ánh sáng chói mắt trong băng hàn thạch thất cũng mau chóng ảm đạm. Hắn hít sâu một hơi, định thần nhìn về phía trước. Chỉ thấy quỷ tiên sinh đã đứng dậy từ lúc nào, đang nhìn chăm chăm vào Quỷ Lệ, còn ngón tay y thì tự nhiên cũng đã rời khỏi ngọc bàn. Những viên ngọc trên càn khôn luân hồi bàn đã lần lượt trở về quỹ đạo vốn có của nó. Đồng thời ngọc bàn cũng khôi phục nguyên trạng. Quỷ Lệ trầm mặc hồi lâu, sắc mặt dần dần bình ổn trở lại. Điềm đạm nói, cũng không có gì. Vừa rồi ánh sáng chói mắt quá, ta che đi thôi. Quỷ tiên sinh ngây người, trong mày, đạo hạnh của Quỷ Lệ quyết không dưới y. Tất nhiên là y không thể tin Quỷ Lệ lại sợ luồng bạch quang này làm chói mắt. Chỉ là thấy Quỷ Lệ tỏ rõ không muốn nói cho mình, nên y cũng chỉ trầm ngâm giây lát rồi lại ngồi xuống. Quỷ Lệ nhìn y, hỏi, thế nào, tiên sinh có thể sử dụng càn khôn hay là tinh bà này không? Quỷ tiên sinh khẽ gật đầu, sắc mặt có gì đó rất cổ quái. Đang định nói thì đột nhiên lại ngưng lại. Sắc mặt cả hai cùng lúc thay đổi, dường như đã cảm nhận được gì đó. Tiếp sau đó, cả hàn băng thạch thất như rung chuyển, một mùi máu tanh nồng nặc khắp không gian. Những tiếng lạo xạo vang lên từ bốn phía vách đá, các vết nứt nẻ lại to thêm, vô số những tảng đá nhỏ rơi xuống như mưa.
mặt đất chấn động càng lúc càng mạnh. Có lẽ vì vách đá đã nứt nẻ gần hết, khả năng cách âm của hàn băng thạch thất hầu như đã không còn. Có thể nghe thấy những tiếng gào thét tuyệt vọng ở xa xa. Trong mùi máu tanh sặc sụa buồn nôn ấy, Quỷ Lệ và Quỷ Tiên Sinh đều biến sắc mấy lần. Sức mạnh thần bí đã ngủ say hơn 10 ngày nay đột nhiên lại thức tỉnh. Vách đá và mặt đất chấn động dữ dội. Lần này nó phát tác một cách đặc biệt hung mãnh, hoàn toàn không hề có vẻ như muốn dừng lại. Quỷ Lệ phóng vọt tới thạch đài như một mũi tên, bảo vệ cho cơ thể Bích Dao, còn Quỷ Tiên Sinh thì đảo mắt nhìn quanh quất, hai hàng lông mày nhíu chặt, không nói tiếng nào, cơ hồ như đang suy nghĩ điều gì đó, sắc mặt thoáng hiện vẻ kinh nghi bất định. Ầm, đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên bên ngoài thạch thất, một tảng đá khổng lồ bị chấn vỡ làm 4-5 mảnh. Giữa màn cát đá mù mịt, một bóng nhân ảnh lao vào như gió, sắc mặt lo âu khôn cùng. Người này chính là Quỷ Vương. Quỷ Vương vừa bước vào đã nhìn về phía thạch đài, thấy Quỷ Lệ đang bảo vệ cho Bích Dao. Tuy hai bên chấn rộng dữ dội, đất đá trên trần thạch thất rơi xuống như mưa, song dưới công lực của Quỷ Lệ, tất cả đất đá rơi xuống gần hàn băng thạch đài đều bị chấn bay ra xa. Quỷ Vương thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng khẩn trương, đảo mắt một vòng, thấy Quỷ Tiên Sinh cũng đang có mặt ở đây. Hai hàng lông mày liền khẽ cau lại, hỏi, Tiên Sinh ở đây làm gì, còn không đi. Nói được một nửa, Quỷ Vương đột nhiên ngưng lại. Quỷ Tiên Sinh dường như cũng hiểu ý, khẽ gật đầu, thân hình nhích động, định rời khỏi thạch thất, nhưng lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt dịch xuống đất, chỉ thấy thứ pháp bảo không biết gọi là càn khôn luân hồi bàn hay tinh bàn kia đang nằm lặng lẽ dưới đất. Quỷ Tiên Sinh bước lại gần ngọc bàn, chợt cảm thấy sau lưng có một luồng ngục quang sắc bén đang nhìn mình chăm chăm, lạnh lẽo vô cùng. Y liền chậm chậm quay đầu lại, thấy Quỷ Lệ đang vung tay đánh bay một tảng đá rơi xuống, hai mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía mình. Quỷ Tiên Sinh trầm mặc giây lát, không bước lên nữa, mà khẽ lắc mình một cái, lướt ra khỏi thạch thất như một bóng u linh, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Trong thạch thất chỉ còn lại Quỷ Lệ và Quỷ Vương. Quỷ Vương đưa mắt nhìn ngọc bàn dưới đất một lượt, rồi ngước lên nhìn Quỷ Lệ, định nói gì đó rồi lại thôi. Chỉ thở dài một tiếng, bất luận là tại sao Quỷ Tiên Sinh lại ở đây, thì chỉ cần nhìn Quỷ Lệ mang ngọc bàn này tới là cũng biết hắn muốn cứu Bích Dao, mà nhìn cảnh tượng trước mắt, thì không cần hỏi Quỷ Vương cũng biết kết quả ra sao rồi. Quỷ Vương lặng lẽ đi đến cạnh hàn băng thạch đài. Vừa hay lúc đó có một tảng đá trên trần không chịu nổi chấn động rơi xuống. Quỷ Vương khẽ vung tay, tảng đá liền như chúng phải trọng kích, lao vút đi, bắn vào vách đá vỡ thành muôn ngàn mảnh vụn. Quỷ Lệ liếc mắt nhìn ông ta, cũng không nói gì. Hai nam nhân cứ thế đứng cạnh nữ tử xinh đẹp đang say ngủ trên thạch đài, toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng. Nụ cười vẫn nở trên khóe miệng Bích Dao như cũ. Có lẽ trong lòng nàng đang âm thầm hạnh phúc cũng không chừng. Thời gian qua độ nửa tuần trà, nhưng chấn động vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại. Ngược lại, sức mạnh kỳ bí mang theo mùi máu huyết tanh nùng kia còn tung hoành khắp nơi, gây ra những vết nứt ngày một lớn hơn. Quỷ Vương và Quỷ Lệ đều là nhân vật đạo hạnh cao thâm, đều hiểu rõ sức mạnh này tuyệt đối không phải của một cơn địa chấn bình thường, mà có linh tính, tựa như một con ác thú khổng lồ đang bị xiềng xích, gầm rú vận hết sức mạnh để thoát khỏi cùm gông, cho dù phải hủy thiên diệt địa, nó cũng không màng đến. Thạch môn đã bị Quỷ Vương hủy mất, nên tiếng gầm rú kêu gào của các đệ tử Quỷ Vương tông bên ngoài thạch thất lại càng rõ thêm, càng lúc càng thảm thiết, chói tai. Sắc mặt Quỷ Vương dần dần trở nên cáu kỉnh, nộ khí che mờ song mục. Quỷ Lệ đứng cạnh đó cũng cảm nhận được sự biến hóa trong lòng Quỷ Vương, đưa mắt liếc nhìn rồi không khỏi giật mình chấn động. Chỉ thấy cơ thịt trên mặt Quỷ Vương khẽ giật giật, trông méo mó hung ác tột cùng. So với vẻ khí độ khoan dung thường này của ông ta thì đúng là một trời một vực. Hai mắt ông ta đầy những tia máu chằng chịt, đỏ sẫm lên, xạ ra những tia nhìn sắc tựa bảo đao bảo kiếm. Quỷ Lệ thầm kinh hãi, vừa hay lúc này Quỷ Vương cũng đưa mắt nhìn hắn. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt gặp nhau đó,
Quỷ vương đột nhiên cười gằn, thanh âm lạnh tựa băng hàn địa cực, ngươi nhìn cái gì? Trước ánh mắt sắc bén của ông ta, Quỷ Lệ không hề run sợ, cũng lạnh lùng đáp lại, không có gì. Quỷ vương trừng mắt lên nhìn hắn. Không khí tương đối hòa hoãn mà hai người vẫn giữ từ nãy giờ đột nhiên trở nên căng thẳng. Đúng vào lúc này, lần sau vài lần chấn động dữ dội, luồng sức mạnh thần bí dưới lòng đất kia lại từ từ biến mất. Quả nhiên, giây lát sau, mặt đất và vách đá đã thôi không rung động nữa. Những tảng đá nhỏ cũng thôi không rơi xuống. Mùi huyết tanh cũng từ từ nhạt dần. Quỷ Lệ thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống hàn băng thạch đài. Thấy Bích Dao vẫn nằm đó một cách yên bình, nụ cười vẫn nở trên khóe miệng xinh xắn. Sau đó, hắn quay đầu nhìn sang phía Quỷ Vương, chỉ thấy ông ta cũng đang chăm chú nhìn Bích Dao. Nộ khí và sát khí dần dần biến mất. Trên thế gian này, có lẽ chỉ duy nhất một mình Bích Dao là có thể làm cho Quỷ Vương tỉnh lại khỏi cơn cuồng nộ, bình tĩnh trở lại. Quỷ Vương ngắm nhìn Bích Dao một hồi, trong mắt hiện lên vẻ tử ái của người cha, thấp giọng nói, ngươi chăm sóc nó cho tốt. Quỷ Lệ gật đầu, tôi biết rồi. Quỷ Vương quay người, sải bước ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Quỷ Lệ đứng đó, đảo mắt một vòng, thấy ngọc bàn vẫn nằm trên mặt đất. Vừa rồi đá rơi tán loạn, nhưng lạ một điều là hoàn toàn không có một tảng đá nào rơi trúng chiếc ngọc bàn này cả. Quỷ Lệ bước tới, cầm ngọc bàn lên, cẩn thận quan sát một lúc, rồi lấy tấm vải đen trong người ra bọc lạ. Bên ngoài thạch thất, những tiếng kêu gào đã dần tắt hẳn. Nhưng tiếng huyên náo ồn ào thì vẫn vang lên chỗ này chỗ nọ. Rõ ràng là vẫn còn rất nhiều người chưa tỉnh khỏi cơn sợ hãi khủng hoảng. Quỷ Lệ khẽ chau mày, mục quang chậm chậm đảo tròn một vòng quan sát cảnh tượng xung quanh. Sau cơn chấn động, thạch thất vốn đã nứt nẻ từ trước giờ trông càng thêm thảm hại. Có điều lần chấn động này khác với lần trước. Ngoại trừ vách đá bị phá hủy nghiêm trọng ra, thậm chí cả mắt đất cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn. Có nơi vết nứt còn rộng hoắc như một cái hào. Hàn băng thạch thất còn bị tổn thương nặng nề như vậy, thông đạo bên ngoài và những nơi đệ tử cư ngụ thảm trạng thế nào, thiết tưởng không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra được. Những tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi cơ hồ như đã là một lời giải thích tốt nhất. Ánh mắt Quỷ Lệ từ từ trở nên sắc bén. Hắn bước tới gần một bức vách đá, lặng lẽ quan sát một cách cẩn thận. Sau đó hai hàng lông mày của hắn dần nhíu chặt lại, đưa tay sờ lên vết nứt sâu hoắm. Những viên đá nho nhỏ rơi xuống theo đường đi của bàn tay hắn, rơi xuống đất này lên một cái rồi lăn vào trong góc. Quỷ Lệ chậm chậm thu tay lại. Kế đó hắn làm một động tác hết sức kỳ quái, đưa tay lên mũi, khẽ hít hít, tựa như người thấy gì kỳ dị vậy. Sau mục hắn sáng bừng lên như hai ngọn đuốc. Từ khi hắn trở về Hồ Kỳ Sơn, luồng sức mạnh kỳ bí này đã xuất hiện hai lần. Lần nào cũng đúng vào lúc hắn dùng Càn Khôn Luân Hồi Bản cứu chữa cho Bích Dao. Nói hai việc này không liên quan đến nhau là không thể được. Nếu đã liên quan đến việc quan trọng nhất của hắn lúc này là cứu chữa cho Bích Dao thì tự nhiên hắn không thể đặt mình ra ngoài chuyện này được nữa. Luồng sức mạnh kỳ dị của huyết trận đã thôi không bành trướng. Tuy rằng khoảng không nồng nặc mùi máu tanh, nhưng vòng ánh sáng tỏa ra từ Phục Long Đỉnh vẫn không có biến động gì lớn. Quỷ Tiên Sinh đứng một mình trên bình đài, ngẩng đầu lên nhìn Phục Long Đỉnh đang lơ lửng trên không. Ánh mắt y chăm chú nhìn vào gương mặt ác ma khắc trên thân đỉnh và đạo bạch quang găm giữa trán nó. Đạo ánh sáng giống như một ngọn chủy thủ ấy lại sáng hơn trước đó rất nhiều, đồng thời cũng lớn ra thêm, làm cho gương mặt ác ma càng thêm vặn vẹo. Huyết khí đỏ rực đã bị bức đi quá nửa, cơ hồ như không thể tiếp tục duy trì. Chỉ là trước cục diện này, song mục Quỷ Tiên Sinh lại hoàn toàn không có vẻ nôn nóng và lo lâu như trước. Ngược lại còn có mấy phần hoan hỉ, chỉ nghe y bật cười khe khẽ, lẩm bẩm nói, quả nhiên là có liên quan đến tinh bàn. Y nhích động thân hình, bước đến sát mép bình đài mới dừng lại, nghiêng đầu nhìn xuống huyết trì, chỉ thấy tứ đại linh thú vẫn bị ngâm trong làn máu, hữu khí, vô lực, trông dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Rõ ràng là mấy con thượng cổ linh khí này đã bị tư linh huyết trận hút hết linh khí mất rồi. Xung quanh Phục Long Đỉnh, linh khí tập trung dày đặc dị thường, hóa thành những đóa hoa đỏ rực. Lượn tròn trên không,
Phục Long Đỉnh cũng không ngừng tỏa ra hào quang, cơ hồ như đang hút lấy linh khí đó. Chỉ là đạo ánh sáng trắng kia đã khóa chặt đường vào, làm cho linh khí không thể vào đỉnh, huyết trận không thể đại thành. Quỷ tiên sinh ngước mắt nhìn dị tượng đang xảy ra, hai mắt nheo nheo, lộ vẻ trầm tư, hai bàn tay xoắn vào nhau, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rắc rắc, rõ ràng là đang tính toán điều gì đó. Đúng lúc, trên bình đài chợt vang lên tiếng y phục phất động, quỷ tiên sinh lập tức cảm nhận được, quay người lại. Chỉ thấy quỷ vương sắc diện âm trầm, chậm rãi bước tới. Lần này thì y không còn bình tĩnh giữ khách khí được nữa, trực tiếp hỏi luôn là chuyện gì, tại sao huyết trận lại đột nhiên không thể khống chế như vậy. Quỷ tiên sinh chậm rãi ngước mắt lên nhìn Phục Long Đỉnh và đạo bạch quang, điềm đạm nói, lần địa chấn này là do tu la thần lực của huyết trận tự có linh khí, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của càn khôn tòa, đồng thời dẫn động cả huyết khí hung lệ của nơi này và linh khí của tứ đại linh thú, ba luồng sức mạnh cùng lúc phát tác gây nên. Quỷ vương hừ lạnh một tiếng, ngước mắt lên nhìn, nói thì hay lắm, nhưng tại sao rung trời lở đất như vậy mà cũng không làm gì được một đạo bạch quang nhỏ bé thế kia. Quỷ tiên sinh điềm đạm nói, nếu cấm chế của thượng cổ thần pháp mà dễ hóa giải như vậy thì đâu còn là thượng cổ thần pháp nữa. Quỷ vương thoáng lộ sắc giận, lạnh lùng nói, ta không muốn nghe nhiều nữa. Rốt cuộc là có cách gì trừ đi cái càn khôn tòa hôi thúi này không? Quỷ tiên sinh im lặng, hồi lâu rồi đột nhiên bật cười nói, vốn là thúc thủ vô sách, nhưng giờ thì... Y chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn quỷ vương, có cách rồi. Quỷ vương giật mình, ngạc nhiên nói, cái gì, tiên sinh đã có cách rồi. Quỷ tiên sinh chậm chậm gật đầu, nhưng không nói ra là cách gì, mà quay người, nhìn lên Phục Long Đỉnh, trầm ngâm giây lát, rồi nhẹ giọng nói, ngài nhẫn nại thêm một lát, thời khắc xuất thế không còn lâu nữa đâu. Giữa không trung, Phục Long Đỉnh không ngừng tán phát hào quang, cơ hồ như có linh khí, đang lặng lẽ quan sát hai người bên dưới. Phóng mắt nhìn quanh tổng đường Quỷ Vương Tông, khắp nơi đều đổ nát bừa bãi, lần địa chấn này so với lần trước thì mạnh hơn gấp bội, cả sức mạnh kỳ dị kia cũng khủng bố hơn mấy lần. Đã có mấy chục đệ tử Quỷ Vương Tông phát cuồng. Tuy rằng các đệ tử phát cuồng về sau cũng bị những người tỉnh táo hợp lực hạ sát, nhưng nhân số thương vong cũng lên tới vài chục. Quan trọng hơn là những người chết này, bất kể là phát cuồng hay chiến tử, đều là những người chung một môn phái. Thậm chí rất nhiều người trước đó còn là bằng hữu thân thiết, đã từng cùng nhau ngự địch, cùng nhau nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, vậy mà đến giờ lại trở thành sinh tử cầu địch. Các bạn đang nghe truyện Chu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 248: Đợi chờ. Đây là một chuyện tàn khốc và đáng sợ, đặc biệt là đối với những đệ tử Quỷ Vương Tông khó khăn lắm mới có được 10 ngày bình yên. Sự khủng bố điên cuồng gấp 10 lần trước đó đã làm cho tinh thần của chúng nhân hoàn toàn sụp đổ. Sau trận địa chấn, cuối cùng đã xuất hiện người muốn đào tẩu. Người đào tẩu không nhiều, chỉ có một người. Hơn nữa cũng không phải là nhân vật gì quan trọng, chỉ là một đệ tử Quỷ Vương Tông hết sức bình thường, bái nhập Quỷ Vương Tông chưa được 3 năm. Quỷ Vương Tông là một phân chi của ma giáo, mà ma giáo thì sao có thể thiếu được các loại hình phạt tàn khốc. Tên đệ tử đào tẩu chẳng mấy chốc đã bị bắt lại dùng nghiêm hình xử tử. Nhưng bóng ma sợ hãi bao trùm lên tâm trí mọi người và bầu không khí nghẹt thở vẫn không thể nào biến mất. Không biết bắt đầu từ bao giờ, tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc, tử khí bao trùm khắp tổng đường rộng lớn của Quỷ Vương Tông. Nếu không buộc phải nói chuyện, thì sẽ không ai mở miệng. Trước tình hình đó, tông chủ Quỷ Vương Tông Quỷ Vương vẫn giữ vẻ trầm mặc, sau khi ra quyết định xử tử tên đệ tử đào tẩu để trấn nhiếp nhân tâm, ông ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao thâm khó lường, xuất thần nhập quỷ ấy. Không ai biết được vị tông chủ hùng tài đại lược này đang nghĩ gì. Liệu có phải ông ta đã bị sức mạnh thần bí đáng sợ kia làm cho phát cuồng hay không? Hay là trong lòng ông ta đang tính toán đại kế gì khác? Tóm lại là không một ai hay biết. Nhưng quỷ lệ lại cảm nhận được bầu không khí dị dạng này một cách vô cùng rõ ràng.
sự thực thì chỉ cần đầu óc tỉnh táo, có chút lý trí là có thể nhận ra Quỷ Vương Tông đang đại loạn. Chỉ là Quỷ Lệ hoàn toàn không có ý định làm gì để vãn hồi cục thế này. Đối với hắn, Bích Giao là quan trọng nhất. Việc khẩn yếu nhất trước mắt chính là tìm hiểu sức mạnh thần bí xuất hiện mỗi lần hắn dùng Càn Khôn Luân Hồi Bản cứu chữa cho Bích Giao. Trước khi hồi sơn lần này, hắn chưa từng cảm nhận được trong Hồ Kỳ Sơn có một sức mạnh đáng sợ và tà ác hoàn toàn không thuộc về nhân gian như vậy tồn tại. Chỉ là hắn đã âm thầm tìm kiếm khắp động quật của Quỷ Vương Tông, mà ngoại trừ những vết nứt loang lổ khắp nơi, cũng không phát hiện được điều gì khác lạ. Hiện giờ chỉ còn một nơi mà hắn chưa tìm đến, chỗ của Quỷ Vương. Có điều, Quỷ Lệ còn chưa kịp nghĩ ra cách lục soát nơi ở của Quỷ Vương, thì đã có người đến tìm hắn. Bởi vì trận địa chấn lần trước quá lớn, làm cho rất nhiều tảng đá trên trần thạch thất rơi xuống nên những ngày này, ngoại trừ mấy lần ra ngoài âm thầm điều tra, thời gian còn lại hầu như đều ở trong hàn băng thạch thất. Cho dù có ra ngoài, hắn cũng cố sức để trở về thật nhanh. Chuyện gì không sợ, chỉ sợ lại có một trận địa chấn nữa. Vạn nhất lúc ấy hắn không ở bên Bích Giao, để đá rơi xuống làm tổn thương thân thể nàng, thì hắn sẽ ân hận suốt đời. Tổng đường của Quỷ Vương Tông lúc này đã không còn nơi nào là an toàn nữa. Sau cơn địa chấn một ngày, Quỷ Lệ cũng đã nghĩ đến những mối nguy hiểm này, nên có đến tìm Quỷ Vương nói chuyện một lần. Đối với sự an toàn của nữ nhi, Quỷ Vương đương nhiên không dám đại ý qua loa, chỉ là trong nhất thời, ông ta cũng không tìm được nơi nào thích hợp để an trí cho Bích Giao. Chuyện khác không nói, Bích Giao nằm ngủ đã 10 năm. Lúc này đã không thể rời khỏi hàn băng thạch đài được nữa, mà muốn tìm một nơi lạnh giá và khô như vậy e là không phải chuyện 1-2 ngày. Quỷ Lệ tuy lo lắng, không biết phải làm sao, nhưng cũng đành tạm thời nhẫn nại. Quỷ Vương cũng phái thêm nhiều người đi tìm nơi thích hợp, còn Quỷ Lệ thì ngày đêm đều ở bên cạnh bảo vệ cho Bích Giao. Hàn băng thạch thất dù sao cũng khác những nơi khác. Những ngày này, các vết nứt nẻ trên vách đá đã mau chóng được tu sửa lại. Cả thạch môn cũng được thay thế bằng một tảng đá lớn từ nơi khác vận chuyển tới. Hàn băng thạch thất so với trước cơn địa chấn không khác biệt so với trước đó là mấy. Hoàn toàn khác hẳn so với tình trạng lộn xộn bừa bãi bên ngoài. Quỷ Lệ ngồi dưới đất, quay lưng lại với hàn băng thạch đài. Ánh mắt phiêu du bất định nhìn quanh quất khắp gian thạch thất. Con khỉ tiểu hôi ngồi chồm hổm bên cạnh hắn, nhìn có vẻ rất hiền lành, tay cầm mấy thứ trái cây gặm một mình. Bình thường Quỷ Lệ đều không mang tiểu hôi tới hàn băng thạch thất này. Nhưng tình hình trước mắt rất đặc thù. Cả ngày hắn phải ở bên cạnh Bích Giao, không thể trở về nơi ở của mình. Ngoài ra, Quỷ Lệ cũng rất e ngại thứ sức mạnh thần bí ở bên trong Hồ Kỳ Sơn. Vì vậy hắn không muốn để tiểu hôi chạy lung tung một mình, nên quyết định dẫn nó theo bên cạnh. Hàn khí trắng toát lưỡng lờ bay xung quanh thạch đài, trông như màn sương vụ mông lung. Quỷ Lệ ngây người ra nhìn làn khói trắng mờ mờ đó, ánh mắt đờ đẫn. Đúng lúc này, thạch môn của hàn băng thạch thất phát ra một tiếng động trầm đục, rồi từ từ mở ra. Bởi vì cánh cửa mới được thay, nên thanh âm hơi rít. Phía sau thạch môn, một bóng đen lướt vào không một tiếng động. Người này là Quỷ Tiên Sinh. Quỷ Lệ đưa mắt nhìn y, không nói gì. Thạch môn từ từ đóng lại sau lưng Quỷ Tiên Sinh, ngăn cách thạch thất với thế giới bên ngoài. Quỷ Tiên Sinh chậm chậm bước tới, không nói gì với Quỷ Lệ, mà chỉ nhìn Bích Giao chăm chú. Hồi lâu sau, y mới lên tiếng. Bích Giao tiểu thư bị như vậy thoáng chốc cũng đã 10 năm rồi. Sắc mặt Quỷ Lệ đanh lại, ánh mắt xả ra những tia nhìn sắc bén, nhìn Quỷ Tiên Sinh trừng trừng. Dưới lớp sa đen, không biết gương mặt Quỷ Tiên Sinh như thế nào, nhưng nhìn động tác của y thì dường như hoàn toàn không có cảm giác. Ánh mắt Quỷ Lệ từ từ thu lại, dịch dần sang phía Bích Giao, nhìn gương mặt yên bình và nụ cười trên môi nàng. Quỷ Lệ chợt thấy tim mình như thắt lại, trên mặt thoáng hiện lên vẻ dầu dĩ. Quỷ Tiên Sinh nhìn biểu tình trên mặt Quỷ Lệ, ánh mắt lấp lánh dị quang. Y khẽ đằng hắng một tiếng, rồi quay người sang nói với Quỷ Lệ, ngươi có muốn cứu Bích Giao tiểu thư không? Quỷ Lệ ngước mắt nhìn Quỷ Tiên Sinh, vẻ mặt không có gì là kích động, chỉ lạnh giọng nói, ngươi có gì thì cứ nói,
Quỷ tiên sinh hoàn toàn không để ý tới thái độ lãnh đạm của Quỷ Lệ, nói, ngày đó dùng tinh bàn mà ngươi cầm về để thử nghiệm. Tuy là bất ngờ có dị biến làm cho cục diện hỗn loạn, nhưng sau đó nghĩ lại, thì hy vọng dùng tinh bàn cứu tỉnh Bích Giao tiểu thư cũng không phải là không có đâu. Quỷ Lệ giờ mới động dung, từ từ đứng dậy, Tiểu Hôi ngồi bên cạnh thấy chủ nhân chuyển động thì khẽ phe phẩy đuôi, nhảy lên vai hắn ngồi xuống. Sau đó vừa nhồm nhoàm nhai trái cây vừa nhìn quỷ tiên sinh. Dưới cái nhìn chăm chú của năm con mắt người và khỉ, quỷ tiên sinh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Theo ta được biết, thì chiếc tinh bàn này là một thứ thượng cổ thần vật đã lưu truyền trên thế gian từ rất lâu mà xưa nay chưa từng xuất hiện, uy lực tuyệt đối không tầm thường. Quỷ Lệ ngẩn người, thượng cổ thần vật. Quỷ tiên sinh gật đầu, theo một truyền thuyết cổ xưa, các vị thần minh thời thượng cổ có để lại mấy thứ kỳ bảo, tất cả đều có thần lực dị thường mà con người không thể nắm bắt, cũng không thể hiểu hết. Pháp bảo tinh bàn này có lẽ là một trong số đó. Y ngưng lại một chút, rồi đưa mắt nhìn Quỷ Lệ, chỉ thấy hai hàng lông mày hắn nhíu chặt lại, tập trung tinh thần lắng nghe, bèn nói tiếp. Trong truyền thuyết, chiếc tinh bàn này là một thứ thần khí thần bí khôn lường, ẩn hàm triết lý của thiên địa, có thể phán âm dương, định hồn phách, chi thiên tượng, thậm chí còn có thuyết nói có thể thông đạt tạo hóa, nghịch chuyển nhân quả nữa. Quỷ Lệ tâm niệm chuyển động, ngày trước ở Thiên Âm Tự, hai vị đại sư Phổ Hoằng, Phổ Đức cũng từng nói những lời tương tự như vậy, tuy rằng có một số điểm bất đồng, nhưng rõ ràng là pháp bảo này không phải phàm vật. Lẽ nào quỷ tiên sinh thật sự có dị năng cứu tỉnh Bích Giao hay sao? Nghĩ tới đây, người hắn khẽ run lên, bước lên một bước, xin tiên sinh cứu nàng. Quỷ tiên sinh khẽ lách người tránh không để Quỷ Lệ hành lễ với mình. Chậm rãi nói, Bích Giao tiểu thư là ái nữ của tông chủ. Lão phu đã nhận đại ân của người, nếu có thể cứu được, tự nhiên sẽ nghĩa bất dung từ. Chỉ là, y nói tới đây thì ngưng lại, có vẻ ngập ngừng. Quỷ Lệ vội nôn nóng dục dã, xin tiên sinh nói tiếp. Quỷ tiên sinh trầm ngâm nói, lão phu vừa mới nói rồi, bảo vật này là thượng cổ thần khí, thần kỳ khôn lường, dị năng không thể đoán biết. Lão phu cần phải tham ngộ ra được những bí ẩn của nó thì mới cứu được Bích Giao tiểu thư. Đây vốn là một tin tức rất đáng mừng, nhưng Quỷ Lệ nghe xong lại cảm thấy có gì đó kỳ quái. Không hề có vẻ mừng rỡ, ánh mắt hắn dịch dần từ người quỷ tiên sinh sang phía trên thạch đài. Một lúc sau mới chậm chậm quay người lại, thần sắc bình thản. Trong ánh mắt thoáng hiện vẻ châm biếm và cảnh giác, nhạt giọng nói, vậy ý của tiên sinh là... Quỷ tiên sinh trầm ngâm giây lát rồi đi luôn vào chính đề. Lão phu cần thời gian để tham ngộ ra bí mật của tinh bàn. Nếu ngươi tin lão phu, thì hãy cho ta mượn tinh bàn một thời gian để nghiên cứu. Một khi ngộ ra được, lão phu nhất định sẽ lập tức đến cứu Bích Giao tiểu thư. Khóe miệng Quỷ Lệ khẽ máy động, chậm chậm nở một nụ cười lạnh lẽo. Ánh mắt trở nên lạnh tựa hàn băng, từ từ nói, vậy nếu ta không tin thì sao? Quỷ tiên sinh ngẩn người, nhất thời cứng họng, không biết phải nói sao. Quỷ Lệ lạnh lùng nói, ngày đó ở bên ngoài tổ sư từ đường trên Thanh Vân Sơn, ngươi và lão già kia rõ ràng là có giao tình rất sâu đậm, vậy mà ngươi vẫn chẳng hề nương tay hạ sát. Ta và ngươi đã từng giao thủ mấy lần, ngươi có ý muốn giết ta hay không? Thiết tưởng mọi người đều rõ cả. Nếu tinh bàn này đúng là thần kỳ như ngươi nói, một là nó quan hệ đến chuyện cứu tỉnh Bích Giao, hai là pháp bảo này không phải là vật của ta. Ta làm sao có thể dễ dàng giao ra cho ngươi như vậy được chứ? Quỷ tiên sinh cười lạnh. Nói như vậy thì dường như địa vị của Bích Giao tiểu thư trong lòng các hạ cũng không quan trọng lắm. Trước mắt có hy vọng cứu nàng tỉnh dậy mà các hạ lại nỡ bỏ qua hay sao? Quỷ Lệ hừ nhẹ một tiếng trả lời. Muốn ta giao pháp bảo này cho ngươi mang đi thì tuyệt đối không thể được. Quỷ tiên sinh buông thõng hai tay nói. Hừ, vậy thì ta hết cách rồi. Quỷ Lệ im lặng giây lát, rồi đột nhiên nói, ta có một cách, chính là ngươi. Gã vừa nói vừa liếc mắt nhìn quỷ tiên sinh, ngần ngừ một chút, cuối cùng cũng hòa hoãn trở lại, đổi giọng nói, chính là làm phiền tiên sinh vất, và một phen, vừa có thể tham ngộ pháp bảo,
lại vừa có thể bớt mối lo cho tại hạ. Không biết tiên sinh có đồng ý hay không? Quỷ tiên sinh ừ một tiếng, rồi nói, còn có cách như vậy hay sao? Hãy nói đi. Quỷ lệ nói, làm phiền tiên sinh vất vả. Hãy nghiên cứu bí mật của tinh bản ngay trong hàn băng thạch thất này vậy. Quỷ tiên sinh ngẩn người, gì hả? Quỷ lệ thản nhiên nói, đương nhiên tại hạ sẽ ở bên cạnh phụng bồi tiên sinh. Hoặc nếu tiên sinh nghĩ rằng nơi này không tiện để nghiên cứu tham ngộ thì tại hạ cũng đồng ý để tiên sinh tự chọn địa điểm. Chỉ là ta nhất định phải đi theo bên cạnh mới được. Quỷ tiên sinh nhìn quỷ lệ, song mục sáng rực lên. Còn quỷ lệ thì vẫn bình tĩnh như thường. Ánh mắt kiên định, rõ ràng là không hề có ý nhượng bộ. Quỷ tiên sinh trầm ngâm, chậm chậm nói, ta cần phải suy nghĩ đã, chuyện này để sau nói cũng được. Vừa nói, y vừa đưa mắt nhìn Bích Giao, nói, có điều 10 năm nay chắc Bích Giao tiểu thư đã chịu không ít thống khổ. Điều này chắc ngươi rõ hơn lão phu. Quỷ lệ hừ lạnh một tiếng, trong mắt thoáng hiện vẻ đau khổ. Nhưng ánh mắt vẫn sắc bén và tỉnh táo. Không cần nói nhiều, chuyện này ta còn rõ hơn ông gấp trăm lần. Quỷ tiên sinh khẽ gật đầu, quay người đi ra khỏi thạch thất. Sau khi thạch môn khép lại, quỷ lệ từ từ quay người, ngồi xuống hàn băng thạch đài, chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của Bích Giao. Hồi lâu sau, hắn mới lẩm bẩm nói một mình, Bích Giao, nàng đừng trách ta thật sự là bất đắc dĩ. Quỷ tiên sinh ra khỏi thạch thất, đứng tần ngần bên ngoài giây lát, thông đạo bên ngoài vẫn y như trước, không một bóng người. Nhưng lúc này, không hiểu tại sao, khắp thông đạo lại tràn ngập một thứ mùi kỳ dị. Quỷ tiên sinh nhìn thông đạo vắng vẻ một hồi, sau đó chuyển thân đi về phía đầu kia của thông đạo, bước chân của y không hơi không tiếng. Trong thông đạo không một bóng người mà hoàn toàn không hề nghe thấy dù chỉ một tiếng động nhỏ, tựa như một bóng u linh. Càng đi, thông đạo càng tối. Quỷ tiên sinh vận hắc y, nên cơ hồ như càng thích hợp với hoàn cảnh này. Từ xa nhìn lại, cơ hồ như cả người y đã tan biến vào bóng đêm vậy. Đang đi, đột nhiên quỷ tiên sinh khựng người lại, nhìn về phía trước. Trước mặt y, thông đạo có một chỗ ngoặt sang hướng khác. Chỗ ngoặt này không có đèn đuốc chiếu sáng, tối đen như mực, phảng phất như có một người đang đứng. Quỷ tiên sinh nhìn bóng đen kia một cái, chậm rãi cất bước. Trong bóng tối, bóng người kia khẽ dịch động, phát ra thanh âm trầm trầm, thế nào rồi? Quỷ tiên sinh ủ rũ lắc đầu, hắn không chịu giao bảo vật cho lão phu. Bóng đen kia khẽ khựng lại, hình như có vẻ ngạc nhiên. Sau đó thì lộ vẻ tức giận, sải chân bước về phía trước, trầm giọng nói, lẽ nào hắn không để ý đến sự sống chết của Giao Nhi nữa? Quỷ tiên sinh lắc đầu, tính tình của hắn thế nào, chắc tông chủ cũng đã biết. Bích Giao tiểu thư là người quan trọng nhất trong lòng hắn, chỉ có điều hắn không tin lão phu, vì vậy mới không chịu giao tinh bản cho lão phu tham ngộ. Bóng đen kia hừ lạnh một tiếng, chậm chậm bước ra từ trong bóng tối. Chỉ thấy sắc mặt y lạnh tựa tảng băng ngàn năm, hắn đã không chịu giao bảo vật ra, mà huyết trận của chúng ta thì vẫn chưa thành, nhất thời ba khắc cũng không thể trở mặt với hắn được, vậy thì phải làm sao đây? Quỷ tiên sinh điềm tĩnh nói, quỷ lệ vẫn rất nặng lòng với Bích Giao tiểu thư, vì thế hắn đưa ra một điều kiện cho lão phu. Quỷ vương ngẩn người, điều kiện gì? Quỷ tiên sinh thở dài đáp, hắn có thể giao tinh bản cho lão phu tham ngộ, nhưng lúc nào cũng phải có hắn ở đó giám thị. Quỷ vương lập tức chau mày lại, chần chừ giây lát rồi nói, chúng ta cần bảo vật đó là để giải trừ càn khôn tỏa cho tứ linh huyết trận và phục long đỉnh. Nếu hắn cứ bám theo, thì sao có thể thi triển được? Quỷ tiên sinh cười khổ, đây chính là chỗ khó nhất. Quỷ vương im lặng, trầm ngâm không nói. Quỷ tiên sinh nghĩ ngợi giây lát rồi nói, theo ý lão phu, thì cứ cầm bảo vật nghiên cứu cho kỹ trước đã. Thượng cổ thần vật ảo diệu phi thường, có khi có thể gián tiếp hóa giải càn khôn tỏa cũng không chừng. Nên biết rằng lần trước khi tinh bàn và càn khôn tỏa hô ứng với nhau, khoảng cách cũng rất xa đó. Quỷ vương lặng lẽ gật đầu, chậm chậm nói, trước mắt chỉ còn cách đó thôi. Quỷ tiên sinh quay người lại, nhấc chân bước đi, miệng điềm đạm nói, vậy lão phu đi chuẩn bị một chút,
gượng đá. Thanh âm của quỷ vương đột nhiên vang lên. Quỷ tiên sinh khựng người lại, quay đầu nhìn ông ta hỏi, tông chủ có điều gì dặn dò? Ánh mắt quỷ vương trở nên sáng rực như điện, nhìn chằm chằm vào quỷ tiên sinh hồi sâu, sau đó chậm rãi nói, ta muốn hỏi tiên sinh một chuyện nữa. Quỷ tiên sinh nói, xin tông chủ cứ nói. Sắc mặt quỷ vương vẫn thản nhiên như không, nhưng trong ánh mắt lăng lệ lại thấp thoáng vẻ hoang mang. Nói, ta muốn hỏi, thượng cổ thần vật đó ngoại trừ giải trừ cấm chế của Càn Khôn Tòa, liệu có thể cứu được Bích Giao không? Quỷ tiên sinh trầm mặc, rồi mới từ từ nói, lão phu không biết. Tất cả phải đợi sau khi lão phu nghiên cứu pháp bảo đó mới rõ được. Khóe miệng quỷ vương khẽ máy động, sau đó vẫy vẫy tay nói, ta hiểu rồi, tiên sinh đi đi. Quỷ tiên sinh chắp tay thi lễ rồi quay người bước đi. Quỷ vương đứng một mình trong thông đạo, hồi lâu sau mới chuyển động. Bóng đêm dần nuốt trọn lấy thân ảnh ông ta. Chẳng bao lâu sau thì đã không còn thấy bóng ông ta đâu nữa rồi. Quỷ lệ lặng lẽ ngồi trong hàn băng thạch thất, dựa lưng vào thạch đài. Tiểu hôi nằm bên chân hắn, đầu gối lên đùi, vừa ngủ vừa ngáy khò khò. Thạch thất yên tĩnh như tờ, yên tĩnh đến độ hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Sắc mặt quỷ lệ âm trầm, nhưng song mục thì lấp lánh dị quang, ẩn hiện lên lo âu bối rối. Kể từ lúc quỷ tiên sinh đưa ra đề nghị tham ngộ tinh bản đến giờ đã một ngày một đêm rồi, nhưng vẫn chưa thấy y xuất hiện trở lại. Quỷ lệ bắt đầu cảm thấy bất an, đặc biệt là mỗi lần ánh mắt hắn nhìn thấy Bích Giao đang nằm thiêm thiếp trên hàn băng thạch đài. Trong lòng hắn lại càng thêm đau đớn. Thậm chí hắn còn có ý nghĩ sẽ vì nàng mà bất chấp tất cả. Có điều đúng vào lúc này, dường như thượng thiên đã hồi báo cho một ngày một đêm không ngủ của hắn. Cánh cửa hàn băng thạch thất phát ra tiếng động trầm đục, từ từ mở ra, thân ảnh quỷ tiên sinh hiện ra sau cửa, chậm chậm bước vào. Tiếng động của cánh cửa làm tiểu hôi giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Nó lộn một vòng, bỏ dậy, gãi gãi đầu, ba con mắt vẫn đang díp chặt, hồi lâu sau mới định thần lại được. Vừa tỉnh ngủ, con khỉ đã nhe răng làm ra vẻ hung hãn với quỷ tiên sinh, rồi trèo lên vai quỷ lệ ngồi chồm hổm, xem ra thì rất là bất mãn quỷ tiên sinh đã làm phiền giấc mộng của nó. Có điều chỉ có tiểu hôi là bất mãn, còn quỷ lệ thì rõ ràng hoàn toàn không có cảm giác này, thậm chí còn khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhoẻn miệng cười, nói một câu ngắn gọn, thế nào? Quỷ tiên sinh tự nhiên cũng không phải hạng người ưa nói nhiều, trả lời trực tiếp luôn, cứ làm theo cách của ngươi đi. Quỷ lệ khẽ gật đầu, chỉ thấy quỷ tiên sinh đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi lại nói, có điều. Quỷ lệ ngẩn người, có điều thế nào? Quỷ tiên sinh nói, có điều, chúng ta nên đổi một nơi khác thì hơn. Quỷ lệ khẽ chau mày hỏi, tại sao phải vậy? Quỷ tiên sinh chậm rãi đáp, hàn băng thạch thất này dù sao cũng là nơi Bích Giao tiểu thư nghỉ ngơi. Mấy lần trước tinh bản phát động đều có dị biến xảy ra. Nếu như tham ngộ ở đây, không phải là rất nguy hiểm hay sao? Cần phải tìm một nơi khác. Hắn nhìn quỷ tiên sinh hỏi, không biết tiên sinh có biết nơi nào thích hợp hơn hay không? Quỷ tiên sinh mỉm cười, lão phu tới đây tức là đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Cứ đi theo ta là được. Vừa nói, y vừa chuyển than đi khỏi thạch thất. Quỷ lệ quay đầu lại, nhìn Bích Giao, dịu dàng nói, Bích Giao, muội yên tâm nghỉ ngơi, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu tình muội. Bích Giao vẫn nằm đó, nụ cười vẫn nở trên môi. Quỷ lệ nhìn nàng hồi lâu, rồi mới quay người, thở dài một tiếng, sải chân bước ra ngoài. Thạch môn từ từ khép lại sau lưng hắn. Quỷ lệ nhìn quỷ tiên sinh, nói, xin tiên sinh dẫn lộ. Quỷ tiên sinh khẽ cười, giọng cười âm u mà ngụy dị. Quỷ lệ không khỏi trao mày, có điều bình thường quỷ tiên sinh nói chuyện với hắn cũng vẫn là giọng điệu này, chỉ là không hiểu tại sao. Hôm nay hắn lại cảm thấy rất chướng tai mà thôi. Quỷ tiên sinh đưa tay ra hiệu cho quỷ lệ, quay người đi men theo thông đạo vào sâu trong lòng núi. Tiểu hôi ngồi trên vai quỷ lệ dường như đã hoàn toàn tỉnh ngủ, ngó ngó nghiêng nghiêng khắp nơi. Con khỉ này có vẻ rất chú ý đến những vết nứt mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một nhiều ở hai bên vách đá. Hai người chậm chậm bước đi trong thông đạo tối om.
xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng bước chân vang vang. Đi được hồi lâu, Quỷ Lệ đột nhiên lên tiếng, tiên sinh có thấy những vết nứt này không? Quỷ tiên sinh cơ hồ như hơi khựng người lại, nhưng y không dừng bước cũng chẳng quay đầu, vẫn giữ tốc độ bình ổn đó chậm chậm đi về phía trước, đồng thời chậm rãi trả lời, những thứ này rõ ràng như vậy. Lão Phu tự nhiên là phải nhìn thấy, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này làm gì? Bước chân Quỷ Lệ cũng không thay đổi, chậm chậm đi theo quỷ tiên sinh, chỉ có ánh mắt hắn là sáng rực lên những tia dị quang quái lại. Cuối cùng thì dừng lại trên lưng quỷ tiên sinh. Điềm đạm nói, tại hạ đến Quỷ Vương Tông đã 10 năm, nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Thời gian tiên sinh ở Quỷ Vương Tông dài hơn ta rất nhiều, kiến thức uyên thâm. Không biết có thể giải mối nghi ngờ này cho tại hạ được không? Quỷ tiên sinh đột nhiên dừng bước, thân ảnh màu đen cơ hồ như đột nhiên đông cứng. Quỷ Lệ cũng khựng người lại ngay lúc đó, trầm tĩnh nhìn y. Thông đạo vắng, lặng không một người qua lại, chỉ có bóng đêm che phủ khắp nơi. Quỷ tiên sinh trầm ngâm hồi lâu, mới chậm chậm quay người lại đối diện với Quỷ Lệ. Quỷ Lệ không hề né tránh, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt y. Bởi có lớp da che mặt nên không biết biểu tình lúc này của quỷ tiên sinh thế nào. Nhưng song mục y thì đã sáng rực lên, hoàn toàn không tương xứng với bóng đêm xung quanh y. Chỉ nghe y cất giọng trầm trầm bình tĩnh nói, sao Quỷ Vương Tông có vô số người, phó tông chủ không hỏi mà lại hỏi lão phu. Quỷ Lệ nhìn thẳng vào y, thản nhiên nói, tự nhiên là vì tại hạ biết tiên sinh là người có kiến thức nhất trong Quỷ Vương Tông, thế nên mới thành tâm cầu giáo. Quỷ tiên sinh im lặng một hồi, liếc thấy sắc mặt Quỷ Lệ vẫn lãnh đạm bình tĩnh, không lộ biểu tình, không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì, bèn chậm chậm nói, những vết nứt này là do mấy ngày trước ở phương viên trăm dặm quanh hồ Kỳ Sơn có vô số lần địa chấn, làm cho sơn mạch bị chấn động mà nên. Quỷ Lệ nhìn quỷ tiên sinh, song mục lưu truyền, nói, thì ra là vì vậy sao? Quỷ tiên sinh bỗng nhiên hỏi ngược lại, nếu không phải, vậy phó tông chủ các hạ cho rằng là vì duyên cớ gì? Quỷ Lệ không nói gì, khoảng thông đạo hai người đang đứng đột nhiên trở nên yên lặng như tử thành, không khí dường như đông cứng lại. Quỷ tiên sinh đột nhiên có ảo giác, dường như bóng tối xung quanh đang tập trung lại, che phủ lấy gã thanh niên đang đứng trước mặt mình. Sau đó, Quỷ Lệ điềm đạm cất tiếng, tại hạ chỉ thành tâm thành ý xin được tiên sinh chỉ giáo. Nếu tiên sinh đã nói là nguyên nhân này, thì tự nhiên là đúng rồi. Quỷ tiên sinh đưa mắt nhìn Quỷ Lệ, chậm chậm quay người, tiếp tục đi về phía trước. Sau lưng y lại vang lên tiếng bước chân đều đặn của Quỷ Lệ. Hai bên vách đá, những vết nứt kéo dài ngang dọc, tựa hồ như đang cười điên loạn dõi theo bước chân hai người, gầm rú không hơi không tiếng. Không biết đã đi được bao lâu, Quỷ Lệ đảo mắt một vòng, rồi chợt chau mày lại. Cuối cùng, quỷ tiên sinh cũng dừng bước, đứng trước cửa một gian thạch thất khuất nẻo. Rõ ràng là đã chọn sẵn nơi này, còn hai hàng lông mày của Quỷ Lệ thì lại càng nhíu chặt hơn. Chậm đã, đúng lúc quỷ tiên sinh đưa tay ra định đẩy cánh cửa đá đi vào trong thì Quỷ Lệ đột nhiên buột miệng hỏi, nơi này không phải là thạch thất của Quỷ Vương Tông chủ sao? Quỷ tiên sinh chậm rãi quay người, gật đầu đáp, không sai, chính là nơi này. Quỷ Lệ cau mày hỏi, tiên sinh muốn tham ngộ tinh bản ở đây? Quỷ tiên sinh gật đầu, không sai. Quỷ Lệ lạnh lùng nhìn y, nói, Quỷ Vương Tông tổng đường này có mấy ngàn gian thạch thất, tại sao lại chỉ chọn nơi này? Quỷ Vương đưa mắt nhìn Quỷ Lệ, bình tĩnh hỏi, thế nào, các hạ thấy thạch thất của tông chủ có gì không ổn sao? Quỷ Lệ trầm mặc, nếu bảo hắn phải nói thạch thất của Quỷ Vương có gì không ổn, quả thật hắn cũng không thể nói ra được. Những ngày này, để tìm dấu vết của luồng sức mạnh kỳ bí kia, hắn đã âm thầm dò xét từng góc nhỏ trong tổng đường Quỷ Vương Tông. Chỉ riêng có nơi ở của Quỷ Vương là hắn vẫn còn có mấy phần cố kỵ mà chưa đụng tới mà thôi. Quỷ Lệ ngưng mục nhìn cánh cửa đá, trầm ngâm nói, tại hạ thì không sao. Có điều nơi này là trọng địa, liệu có cần thông báo với tông chủ một tiếng không? Quỷ tiên sinh thấp giọng cười một tiếng, nói, yên tâm, lão phu đã nói với tông chủ rồi. Sau khi là vì cứu Bích Giao tiểu thư, tông chủ tự nhiên là lập tức đáp ứng.
Còn vì tại sao lão phu lại chọn nơi này? Ánh mắt y thấp thoáng dị quang, chậm rãi buông từng tiếng. Chỉ là vì nơi đây yên tĩnh mà thôi. Quỷ lệ đột nhiên cười lạnh, yên tĩnh mà thôi. Quỷ tiên sinh cơ hồ như căn bản không hề nhận ra trong lời của quỷ lệ, thản nhiên nói, chỉ vậy mà thôi. Quỷ lệ im lặng, không nói gì thêm. Quỷ tiên sinh khẽ gật đầu, đưa tay đẩy thạch môn, tiếng u u quen thuộc vang lên. Cửa đá chậm chậm dịch chuyển, lộ ra một gian phòng bài trí đơn sơ. Quỷ lệ và quỷ tiên sinh đi vào, đảo mắt một vòng. Chỉ thấy trần thiết vẫn như xưa, các bức thư họa treo trên tường vẫn vậy. Có điều quỷ lệ lại hơi chau mày, nhận ra chính bản thân hắn cũng nhất thời nhớ không ra lần trước đến đây là lúc nào nữa. Quỷ vương không ở trong này, quỷ tiên sinh quay người lại đối mặt với quỷ lệ, bình thản nói, quỷ vương tông chủ đã có phân phó, bảo chúng ta yên tâm ở đây tham ngộ. Tông chủ còn bận nhiều việc, mấy ngày này sẽ không đến đây đâu. Quỷ lệ khe khẽ gật đầu, đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó, nói, đúng rồi, bích giao thì. Quỷ tiên sinh xua tay ra hiệu cho hắn yên tâm, không sao, tông chủ có nói trong những ngày này, người sẽ đến chiếu cố cho bích giao tiểu thư. Phó tông chủ không tin người khác, nhưng không thể ngay cả phụ thân của bích giao tiểu thư cũng không tin chứ. Quỷ lệ trầm mặc, gật gật đầu nói, vậy thì tại hạ yên tâm rồi. Nếu tiên sinh không còn việc gì khác, vậy thì chúng ta có thể bắt đầu đi. Quỷ tiên sinh lấy ra hai chiếc đệm cói, ném cho quỷ lệ một cái, còn mình ngồi xuống một cái, nói, cũng được. Quỷ lệ ngồi xuống, lấy bọc vải đen trong người ra, cầm tinh bàn lên quan sát một lát, rồi chậm rãi đưa cho quỷ tiên sinh. Ánh mắt tiểu hôi dịch chuyển dần theo món pháp bảo bằng ngọc, thần tình có vẻ rất cổ quái. Quỷ tiên sinh nhận lấy tinh bàn, cẩn thận quan sát kỹ càng, cơ hồ như muốn nhìn xuyên qua bảo vật này vậy. Thạch thất chìm vào tĩnh lặng, cơ hồ như cả tiếng hô hấp cũng không còn đâu nữa. Sau khi quỷ tiên sinh và quỷ lệ đi khỏi, hàn băng thạch thất trở lại vẻ yên tĩnh thường này. Hàn khí trắng đục mang theo mấy phần cô tịch, lặng lẽ bay lơ lửng bên trên thạch đài. Trong thạch thất không người, một thân ảnh áo xanh đang nằm bất động, trên gương mặt thanh tú nở một nụ cười dịu dàng, phảng phất như tất cả đều không khác gì 10 năm trước. Dường như thời gian không hề lưu lại vết tích của mình trên dung nhan của nàng vậy. Nàng vẫn đẹp như xưa, chỉ là không biết trong lòng nàng đã từng âu sầu hay hồi hận hay chưa. Hàn khí mờ ảo như làn khói nhẹ, mông lung tịch mịch, tựa như một giấc mộng dài. Đinh! Đột nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên trong thạch thất. Âm ba vô hình tựa như một làn gió nhẹ, làm hàn khí lưỡng lờ che phủ bên trên thạch đài khẽ run rẩy. Đinh! Lại một tiếng động nữa, lần này thì rõ ràng hơn rất nhiều. Thanh âm đó phát ra từ hợp hoan linh nằm trong tay bích giao. Làn khói nhẹ hờ hứng trôi trong thạch thất cơ hồ như bay nhanh hơn một chút. Tiếng chuông va vào bốn bức tường vọng lại, tiếng trước nối tiếng sau, liên miên bất tuyệt, dệt thành một khúc nhạc du dương. Có mấy phần vui vẻ, mấy phần bi thương, mấy phần sục sôi hăng hái, cũng có vài phần than vãn thở dài. Đinh! Tiếng chuông lại vang lên lần thứ ba. Lần này thanh âm cao vút, lanh lảnh, trong nháy mắt đã làm làn khói trong thạch thất cuồn cuộn lưu chuyển như biển mây bồng bềnh. Ánh sáng vàng nhàn nhạt ẩn hiện tỏa ra từ hai bàn tay đang đan chéo vào nhau của bích giao. Trong thạch thất, nghe như có tiếng sấm sét, nhưng chỉ trong chốc lát, thanh âm này lại từ từ thấp xuống, cơ hồ như hữu khí mà vô lực, màn sương khói màu trắng đục lại trở lại như bình thường. Cơ hồ như vừa rồi hoàn toàn không xảy ra vậy. Yên tĩnh lại trở về với hàn băng thạch thất. Không biết bao lâu đã trôi qua, cánh cửa hàn băng thạch thất từ từ chuyển động. Quỷ vương không biết đã đứng bên ngoài từ bao giờ, thấy cửa mở liền chậm chậm bước vào. Ông ta chậm rãi bước đến bên cạnh thạch đài, nhìn nữ nhi hồi lâu rồi tháp giọng nói, Giao nhi, cha đến thăm con đây. Thần tình bích giao không hề thay đổi, sắc mặt vẫn y 10 năm trước. Quỷ vương rõ ràng là đã quen với kết quả này. Ánh mắt nhìn nữ nhi đầy vẻ từ ái, sự hung hăng tàn nhẫn đã thu cả vào bên trong. Ông ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh thạch đài, ngẩng đầu lên nhìn màn sương mông lung huyền ảo đang
bay lững lờ giữa thách thất. Bích Giao, 10 năm rồi, mấy chốc con đã ngủ được 10 năm rồi. Ông ta đột nhiên bật cười một tiếng, chua chát thấp giọng nói. Nếu bây giờ tỉnh lại được, liệu con còn nhận ra cha nữa không? Ông ta ngập ngừng đôi chút, rồi lại khẽ lắc đầu, cười khổ một mình, lẩm bẩm nói. Làm sao thế được đúng không? Tự nhiên là con phải nhận ra cha rồi. Có điều chắc chắn con sẽ nói, cha, sao tóc cha lại bạc nhiều thế? Bàn tay quỷ vương khẽ luồn vào mái tóc của mình, sắc mặt từ hòa, nhưng hoang mang lo lắng. Giữa các kẽ ngón tay, đây là tóc bạc. Ông ta chìm vào trong trầm mặc, giống như đang hồi tưởng gì đó, không biết có phải đang cảm thán mình ngày một già đi, hay là nhớ lại những lúc mà cha con quấn quýt bên nhau. Hồi lâu sau, mới nghe y dịu dàng nói, Giao Nhi, con yên tâm, chỉ cần cha còn sống, nhất định cha sẽ cứu con. Quỷ Lệ cùng quỷ tiên sinh đang tham ngộ thượng cổ kỳ bảo tinh bàn rồi. Hy vọng trời cao có mắt, có thể tìm ra được cách cứu con. Nói tới đây, quỷ vương liền dừng lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng khôn tả. Giây lát sau, ông ta gằn giọng nói, vạn nhất lão thiên không mở mắt, thì con cũng không cần phải sợ. Chỉ cần hóa giải được càn khôn tòa, tứ linh huyết trận vận hành viên mãn, lúc ấy thì cha sẽ làm được tất cả. Tranh bá thiên hạ thì không cần phải nói. Có muốn cứu con cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Màn khói trắng đột nhiên chuyển hướng ra ngoài. Quỷ vương chấn động trong lòng, vội bổ người ra ngoài quan sát. Hồi lâu sau mới thấy màn khói trắng kia từ từ bay trở lại, ngưng tụ bên trên thạch đài. Con đừng sợ, đừng nôn nóng. Ánh mắt quỷ vương vẫn nhìn chăm chăm vào màn khói trắng kia, nhưng giọng nói thì vẫn êm hòa dịu dàng, cha nhất định sẽ cứu con. Thạch thất của cha là nơi gần huyết trì và tứ linh huyết trận nhất trong Hồ Kỳ Sơn này. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện Chu Tiên tại thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 249, Ám Đấu. Ba ngày trôi qua, Quỷ Lệ đợi chờ trong thạch thất của quỷ vương, sắc mặt bình tĩnh thờ ơ hóa thành sốt ruột. Hiện tại đã đầy vẻ phiền muộn và mất kiên nhẫn. Với hắn, mặc dù đã biết rõ khối tinh bản này không phải là bảo vật thông thường, để tham thấu những điều bí ảo bên trong phải chuẩn bị tư tưởng sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng tuyệt không nghĩ phải cần đến ba ngày trời. Điều tệ hại nhất là cho đến lúc này ba ngày công phu đã trôi đi, quỷ tiên sinh tựa hồ vẫn chẳng tiến được bước nào. Hắn tin là khi quỷ tiên sinh lần đầu tiên tiếp xúc với khối tinh bàn này sẽ kích phát tinh bàn có dị biến, rồi đó sẽ có mấy phần tâm đắc với bảo vật này. Chỉ cần sau mấy ngày tham ngộ là không khó hiểu thấu huyền hư. Ai ngờ ba ngày trực chờ bên cạnh quỷ tiên sinh, chỉ thấy y không ngừng nghiêng đi đảo lại thần vật, có thể nói là nhìn đến phát chán ra. Quỷ Lệ thậm chí còn cảm giác quỷ tiên sinh hẳn phải ghi nhớ hết những cổ tự trên khối ngọc nhỏ không ngừng hoạt động ở trung tâm ngọc bàn. Thế nhưng quỷ tiên sinh hiển nhiên đã rơi vào tình trạng quẫn bách nào đó rồi. Hoặc giả thuyết là khi tham ngộ bảo vật này, y đã gặp phải một vấn đề hết sức khó khăn, mấy ngày qua không tiến được nửa tấc. Thạch thất quỷ vương cư trú đương nhiên rộng rãi hơn chỗ ở của những người khác, chia thành hai gian. Phía ngoài rộng hơn là nơi Quỷ Lệ và quỷ tiên sinh tham ngộ tinh bàn. Gian trong nhỏ hơn tự nhiên là phòng ngủ của quỷ vương. Tuy rằng quỷ vương không có mặt, nhưng ba ngày vừa qua hai người không hề bước vào đó một bước. Với đạo hạnh của bọn họ, đừng nói là ba ngày ba đêm, mà đến 10 ngày 10 đêm không ngủ vẫn chẳng hề gì khó chịu đựng, nhất vẫn là hai chữ chờ đợi. Ba ngày nay, Quỷ Lệ không rời khỏi thạch thất nửa tấc. Con khỉ tiểu hôi cũng chờ ở đó, bất quá do tính khỉ hiếu động, mấy ngày qua chẳng còn chỗ nào không bị tiểu hôi phá phách. Chỉ cần coi lúc này Quỷ Lệ và quỷ tiên sinh vẫn mắt mở trừng trừng vào nhìn bảo vật, e rằng đến ba ngày nữa họ cũng chẳng thèm để ý đến tiểu hôi. Tiểu hôi buồn bã vô vị ở trên cái bàn đọc sách lớn, lúc nằm lúc ngồi, lúc thì múa máy chân tay, lúc lại chồng bốn vó lên trời. Chán chê rồi liền gắng gượng ngồi dậy, giơ tay ôm đầu, miệng không ngừng khe khẽ phát ra âm thanh chi chi,
mắt đảo tứ tung như muốn tìm xem có gì thú vị hơn không. Thạch thất này tuy rộng rãi nhưng cũng không to lớn lắm, vì vậy tự nhiên là ánh mắt nó bắt gặp phòng trong. Tiểu Hôi gãi đầu gãi tai, quay lại nhìn Quỷ Lệ, chỉ thấy mặt mũi âm trầm, phảng phất như có lệ khí ẩn hiện, hiển nhiên tâm tình rất không dễ chịu. Quỷ tiên sinh thì tập trung toàn bộ tinh thần nghiên cứu khối tinh bản trong tay, đang không ngừng tán phát những tia bạch sắc nhàn nhạt ôn hòa, thỉnh thoảng ngẫu nhiên ngước lên nhìn Quỷ Lệ một cái rồi lại cụp mắt lại. Hai người hiển nhiên đều rất chú ý vào khối tinh bản, dù cho có một chút cảnh giới, tối đa cũng để coi đối phương mà thôi, chẳng ai lưu ý đến Tiểu Hôi ở bên cạnh. Tiểu Hôi nhún vai, mồm chẹp chẹp mấy cái, vẫy đuôi hai lần, quay người nhìn vào gian nội thất, đoạn nhảy xuống len lén bỏ đi. Nơi ở của Quỷ Vương bài trí không chút màu mè, ngược lại còn 10 phần giản dị. Rõ ràng chủ nhân nơi này tịnh không có ý hưởng thụ những xa hoa trần tục, gian ngoài thế nào, gian trong cũng vậy. Một cái giường gỗ, một chiếc bàn tròn, ba cái ghế tròn. Trên những bức tường đá xung quanh treo 4 bức tự họa. Bức thứ nhất lấy cảnh sông núi thể hiện tình ý, mực nhạt bố trắng phẳng phất truy cầu xuất thế. Bức thứ hai trình bày hoa điểu nghênh xuân, chim bay hoa nở, xuân ý triền miên. Bức họa thứ ba vẽ lão hồ nằm trong rừng thông, cảnh tượng so với hai bức đầu tiên có chỗ khác biệt, khí thế hùng vĩ, oai phong lẫm liệt, đột nhiên xuất lộ chí khí hùng bá thiên hạ. Tiểu Hôi đương nhiên chẳng biết gì đến ý cảnh trong tự họa, những gì núi sông hoa điểu trong mắt nó chẳng để lại ấn tượng gì. Ngược lại vừa thấy bức họa hồ nằm oai vệ thì chợt run lên, lập tức có phản ứng, nhe răng chảy mồm làm mặt xấu, hướng vào vách đá nhổ phì ra một bãi nước bọt. Ba bức họa này sắp thành hình chữ nhất trên tường đá, liên kết bổ sung lẫn nhau, tuy rằng cảnh trí và tư tưởng hết sức bất đồng, nhưng tổng thể vẫn hài hòa trong một cách cục nào đấy. Đối lập với ba bức họa trên, ở bức tường đá bên cạnh, chỉ treo duy nhất một bức họa đơn độc. Không phải sơn thủy, cũng chẳng phải điều hoa, mà là một vị phụ nhân mỹ lệ. Bức họa này vẽ theo phong cách tế vi, đường nét cực kỳ tinh tế. Phụ nhân này từ thân hình đến chiếc nhẫn đeo tay, hoa tai mọi chi tiết đều giống hệt như thật, chưa kể dung mạo đoan trang tú lệ, khiến người ta trông thấy bất giác đều sinh lòng ái mộ. Đích thực là một họa phẩm cực kỳ chân quý, nhưng cũng chỉ là chân phẩm trong mắt người ta. Với tam chỉ nhãn của con khỉ này tự nhiên là giá trị phải thấp đi rất nhiều lần. Tiểu Hôi ngắm tranh chẳng một chút động dung, liếc qua liếc lại mấy cái rồi lại quay lại với bức tranh lão hồ. Không hiểu trong mắt loài khỉ, một bức họa tốt phải vẽ cái gì, phải chăng xấu đẹp gì cũng đến vẽ ra mấy con khỉ thôi. Đáo để thì loài khỉ thích vẽ người gì vật gì chẳng có cách nào biết được. Bất quá lúc này Tiểu Hôi quan tâm nhất hiển nhiên là bức họa lão hồ ngoạn tùng trung. Ba con mắt chớp chớp, nhảy tót đến bên dưới bức vẽ ngửa đầu nhìn lên. Lão hồ trong tranh uy phong lẫm liệt, công lực dĩ nhiên không thể coi thường. Tựa hồ có cảm giác mãnh hổ sắp từ trong tranh nhảy ra, ngửa lên trời gầm vang chấn phục vạn thú. Tiểu Hôi coi rất lâu, chợt quay người nhìn ra ngoài, lại thấy Quỷ Lệ và Quỷ Tiên Sinh ở gian ngoài đều đã bị tường đá che khuất, không trông thấy gì trong này. Hơn nữa đã một lúc lâu, như thế cũng chẳng thấy động tĩnh gì, hiển nhiên không ai chú ý đến việc Tiểu Hôi làm gì hay không. Tiểu Hôi quay lại, đưa tay gãi đầu, lát sau tựa như chợt hạ quyết tâm, tung thân nhảy vọt lên cao. Ba bức họa treo trên tường cao, thạch thất chẳng có bàn ghế gì để leo trèo, đám khỉ thông thường chẳng nói làm gì, nhưng Tiểu Hôi nào phải khỉ thường. Một cú nhảy lẹ làng đủ lên tới phía trên, hầu chảo vươn ra nhấc luôn bức họa. Chỉ vì bức tranh khá lớn cùng rơi xuống theo thân hình Tiểu Hôi, nó thu thế không được, kêu lên một tiếng rơi phịch xuống đất. Tiếng động này tuy không lớn, nhưng hai người bên ngoài là hạng người nào, lập tức kinh động bọn họ. Sau một khắc im lặng có tiếng Quỷ Lệ từ ngoài vọng vào, giọng nghi ngờ, Tiểu Hôi. Trách, 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 trách. Một loạt thanh âm quái dị cất lên, trong ánh mắt chăm chú của hai người. Con khỉ lông xám từ thạch thất của Quỷ Vương chạy vọt ra, hai tay ôm bức họa có hơn một nửa lòng thòng xuống tận đất bị nó kéo lê đến trước mặt Quỷ Lệ. Quỷ Lệ và Quỷ Tiên Sinh ngơ ngác nhìn nhau.
Tiểu Hôi dán mắt vào bức họa trên tay, chạy đến bên Quỷ Lệ, trong miệng phát ra những tiếng chi, 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 chi liên tu bất tận. Quỷ Lệ nhăn mặt, đưa tay cầm bức họa mở ra nhìn, thì ra là một bức Tùng Trung Ngọa Hổ Đồ, bút lực hùng hậu, đường nét tinh xảo. Hắn nhìn đi nhìn lại rồi quay sang Tiểu Hôi nói, mi lấy bức tranh này làm gì? Tiểu Hôi nhảy tưng tưng, chân tay ngó ngoáy, nét mặt đầy hưng phấn. Song thủ vung lên lúc chỉ vào bức tranh, khi thì vẽ lên trong không khí một hình thù kỳ quái, lúc sau lại chỉ về hướng bắc, cuống quyết tưng bừng, khiến cho Quỷ Tiên Sinh ở bên cạnh mắt hoa đầu váng. Tuy rằng ông ta học thức uyên bác hiếm thấy, nhưng đối với thứ ngôn ngữ của con khỉ ba mắt này một khiếu cũng chẳng thông. Trong bụng đầy nghi vấn, đành quay sang nhìn Quỷ Lệ. Ngờ đâu Quỷ Lệ cũng có vẻ ngạc nhiên, vừa quan sát động tác của Tiểu Hôi vừa nghe tiếng kêu chi chi không ngừng của nó, lại nhìn sang bức vẽ, ngập ngừng một lát nói, mi thấy con vật trong bức tranh này rất giống đại hoàng chứ gì, muốn mang đi để ngày sau tặng cho đại hoàng phải không? Tiểu Hôi lập tức gật đầu lia lịa. Quỷ Lệ lúc này tâm tình bực dọc, cảm thấy hơi sốt ruột. Mãnh hổ trong tranh sống động như thật, nhưng mà hổ uy hùng liệt, tuy rằng đang nằm trong đám cỏ, cũng vẫn tỏ ra rất oai phong. Cái con chó ham ăn ham ngủ ấy làm sao mà so bì được. Huống hồ Quỷ Lệ nhìn đi nhìn lại mãi, quả thực không nhìn ra mãnh hổ kia đáo để có cái gì giống với đại hoàng. Xem ra nhãn quang của loài khỉ với loài người quả nhiên hết sức khác nhau. Bất quá sau khi ngạc nhiên và buồn cười, Quỷ Lệ lại nhớ đến đại hoàng ở xa ngàn dặm trên một đỉnh núi, cảm giác ấm áp dễ chịu dâng lên trong lòng. Sau một lát trầm mặc, một nét cười nhẹ nhàng xuất hiện nơi khóe miệng, thần tình trên mặt đã ôn hòa hơn, thấp giọng nói, bức họa này là của Quỷ Vương tông chủ, bây giờ lấy đi không được, nhưng mi yên tâm, khi quay trở lại ta sẽ cầu xin ông ấy cho mi là được. Nói rồi nhẹ nhàng cuộn tấm họa lại, đặt qua một bên. Quỷ Tiên Sinh không nhịn được hỏi, đại hoàng là ai? Quỷ Lệ ngừng một chút, nhìn ông ta điềm đạm nói, là một con chó. Quỷ Tiên Sinh nghẹn lời, một lúc lâu không nói ra lời, ho lên một tiếng, lại quay sang nhìn khối tinh bản trước mặt. Quỷ Lệ xoa đầu Tiểu Hôi, nhẹ nhàng dặn dò hai ba câu, không ngoài chuyện kêu Tiểu Hôi không được chạy lung tung phá phách. Thế rồi lại chú tâm vào tinh bản, tất nhiên tham ngộ tinh bản là đại sự hàng đầu lúc này. Tiểu Hôi ngồi một lúc bên cạnh hai người, mau chóng lại thấy chán ngắt, kỳ thực cũng không thể trách nó. Đổi lại dù ai ở bên hai người chờ đợi ba ngày ba đêm nhìn bọn họ làm mỗi một việc đơn điệu, chắc cũng sẽ thấy phiền muộn, huống chi là loài khỉ thiên tính hiếu động. Lúc này tựa hồ Quỷ Tiên Sinh đã phát hiện được gì đấy, chợt trò vào ngọc bàn nói với Quỷ Lệ, ta thấy mấu chốt của bảo vật này chính là nằm ở mấy viên ngọc nhỏ không ngừng di động kia. Quỷ Lệ gật gù, hiển nhiên đồng ý với nhận định này, nhưng khẽ cau mày nói, nhưng chúng ta đã coi ba ngày rồi mà vẫn không biết làm thế nào mà đám ngọc đó tự hoạt động, Tiên Sinh có cao kiến gì không? Quỷ Tiên Sinh trầm ngâm một lát, ngươi có thể đã thấy là quỹ tích chuyển động của đám ngọc này với vận hành của tinh đầu trong chòm sao thiên khung dường như tương tự. Thân hình Quỷ Lệ khẽ chấn động, lập tức chăm chú nhìn tinh bàn, một lát sau vỗ tay nói, quả nhiên có chút đạo lý. Quỷ Tiên Sinh nói, kỳ thực lão phu cũng không chắc lắm, nhưng cảm giác đích xác như vậy. Hiểm vì cho dù mấy viên ngọc đó vận hành theo thiên khung tinh đầu, nhưng vẫn còn nhiều điều mơ hồ không rõ. Lão phu cho rằng bí mật quan trọng nhất để tham ngộ bửu vật này nằm ở những cổ tự trên đám ngọc đó. Quỷ Lệ chậm rãi gật đầu. Hai người không ngừng trao đổi, hồi đáp lẫn nhau, chốc sau lại chìm đắm với tinh bàn. Tiểu Hôi ngồi một lát bên cạnh hai người rồi chuyển thân bỏ đi. Từ trong thạch thất lúc lúc lại truyền ra giọng nói khe khẽ của Quỷ Lệ và Quỷ Tiên Sinh. Tiểu Hôi nhìn ngang nhìn ngửa một lúc chán quá, lại len lén đi vào gian trong. Trên bức tường đá chỗ mới rồi bị Tiểu Hôi lấy đi mất bức tranh lộ ra chút dấu tích màu sắc hơi khác với xung quanh. Xem ra bức họa đó treo ở đó đã khá lâu. Chỉ vì trong thạch thất này trừ bốn bức họa trên tường chỉ có mấy thứ giường, bàn, ghế gỗ, còn thì chẳng có thứ gì thú vị. Tiểu Hôi sờ mó lung tung chẳng bao lâu đã lại chán nản. Chính vào lúc nó đã chán ngán đến cực điểm,
Bỗng dưng Tam Chỉ Nhãn lóe sáng rực, giống như phát hiện điều gì đấy, lập tức liên tục nhảy nhót, thân hình chợt bay lên chiếc giường lớn của quỷ vương, chẳng để ý gì đến chuyện có làm bẩn đệm giường hay không, cứ thế nhảy nhót lăn lộn. Gian thạch thất này bài trí thiết kế đơn sơ nhưng cực kỳ sạch sẽ, hẳn quỷ vương là người ưa sạch sẽ. Không biết là khi trở về nhìn thấy tình cảnh này, ông ta có tức giận đến mức lỗ mũi phì khói ra hay không. Bất quá lúc này Tiểu Hôi chẳng lý gì đến những thứ ấy, nhân lúc bây giờ chẳng bị ai quản cố. Nó thoải mái ở trên giường tự tung tự tác, đột nhiên tựa hồ chạm phải cái gì đấy ở chỗ nào đấy trên giường. Cả cái giường chợt động, sau đó ở chỗ giường tiếp giáp với tường đá, âm thầm không một tiếng động tách ra một khe rộng, đoạn lại từ từ mở ra hai bên, để lộ một hang động đủ để một người chui lọt. Thời điểm đó Tiểu Hôi dĩ nhiên cảm thấy có điều gì đấy, từ trên giường nhảy xuống nằm phục trên mặt đất nghi ngờ quan sát, đến khi ám môn trên tường đá âm thầm mở ra, nó mới từ từ đứng lên nhìn vào trong ám môn, chỉ thấy hang tối um, không có gì hết, nhưng cũng không có quái vật hung hãn nào nhảy ra. Hắc động thần bí đó xem ra hiện giờ đối với con khỉ đang buồn chán này có chút hấp dẫn. Tựa hồ đang nhẹ nhẹ vẫy tay kêu gọi nó. Tiểu Hôi gãi gãi đầu, quay nhìn thạch thất bên ngoài. Quỷ Lệ và Quỷ Tiên Sinh đều yên lặng, xem ra đang trong một giai đoạn tham ngộ dài dằng dặc. Tam Nhãn Linh Hầu xoay người, chợt hà miệng cười làm mặt xấu. Đoạn nhẹ nhàng chui vào ám môn, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Một trận gió như có như không từ hang động thần bí thổi ra, thoang thoảng vị huyết tinh. Tiểu Hôi chui vào ám môn, con mắt thứ ba trên trán ẩn hiện dị quang sắc vàng nhàn nhạt, toàn bộ cảnh tượng trong huyệt động hắc ám đều lộ rõ. Thông đạo cao chưa tới đầu người, đi lại không thoải mái, nhưng đối với một con khỉ thì tha hồ dư dật. Tiểu Hôi với cảm giác kích thích mạo hiểm đi một lúc trong thông đạo, chợt cảm thấy đất dưới chân tụt xuống. Thông đạo bắt đầu hạ sâu xuống, vách đá hai bên từ từ chìm dần xuống dưới, trở nên ẩm ướt hơn, có chỗ thậm chí còn có nước nhỏ giọt xuống. Bên trong thông đạo tuyệt đối yên tĩnh, chỉ có thân hình bé nhỏ của Tiểu Hôi từ từ di chuyển. Phía trước vẫn tối tăm mịt mù, đôi lúc lại thấy một trận gió nhẹ nhẹ mang theo mùi vị huyết tanh kỳ dị. Đường đi không dốc lắm, nhưng có vẻ dài, Tiểu Hôi đi khá lâu. Ước tính đã tiến sâu vào địa phận Hồ Kỳ Sơn. Đột nhiên nó dừng bước, đằng trước mặt không biết là nơi nào bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng đỏ nhàn nhạt. Con khỉ hơi do dự dừng lại giữa đường một lát, quay đầu nhìn về phía sau, thò tay gãi đầu, băn khoăn không biết có nên quay lại nói với Quỷ Lệ một tiếng hay không. Chỉ hiểm điểm hồng quang lập lòe phía trước có vẻ rất dụ hoặc. Cuối cùng kêu lên mấy tiếng chi chi, hướng về phía trước dè dặt tiến lên. Càng đến gần điểm hồng sắc, mùi huyết tanh càng thêm nồng nặc, thần sắc Tiểu Hôi càng thêm khẩn trương, chìa mũi hít hít, ánh mắt kinh nghi bất định. Tuy nhiên đến lúc cuối cùng, nhìn ánh hồng quang phía trước, nó vẫn quyết định tiến về phía trước. Rốt cuộc cũng tới gần nơi phát ra luồng sáng hồng, thì ra là một cửa động. Tiểu Hôi thò thụt mấy lần rồi mới nhảy ra, tiến vào một thông đạo rộng rãi gấp mấy lần con đường vừa đi qua. Thông đạo lớn này ngoài con đường Tiểu Hôi vừa tiến vào lại còn nối với một thông đạo khác, không biết dẫn đi đâu, chỉ thấy bên trong cực kỳ tối tăm. Ngược lại con đường lớn lại rất sáng sủa, lại thêm hồng quang chớp sáng, ở cuối đường lại càng sáng rực. Xem ra vừa rồi Tiểu Hôi từ đằng xa nhìn thấy chính là cảnh tượng này, nhưng vẫn chẳng có người nào. Cho dù là ở tận ngay nguồn sáng cũng chỉ thấy ánh sáng chớp lên, tuyệt không một tiếng động lạ. Tiểu Hôi hít hít không khí, ở đây mùi huyết tanh nồng nặc không tan. Ngay lúc đó đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nguyên lai bức tường đá màu xanh đến chỗ này đã biến thành đỏ sẫm. Ở chỗ lõm xuống trên tường có những giọt nước chậm chậm dò xuống, dưới ánh sáng chiếu vào màu đỏ tươi, trông không khác gì máu tươi. Từng giọt một tí tách dò xuống, kim quang trên mắt Tiểu Hôi dần dần chói sáng, tập trung vào những giọt huyết châu. Lát sau nó từ từ lùi lại, quan sát hồng quang chớp sáng phía xa xa một lúc rồi cất bước tiến về phía đó. Ánh hồng quang chớp động ngụy dị giống như có linh tính, nhẹ nhàng tuôn ra trùm kín thân ảnh Tiểu Hôi đang từ từ tới gần. Lúc này đêm đã khuya,
Tuy rằng bên trong hang động Hồ Kỳ Sơn không biết giờ giấc ngày đêm gì, nhưng bên ngoài sơn động bầu trời đêm đầy sao, ánh sao lấp lánh rải xuống nhân gian, chiếu sáng lờ mờ cảnh vật trên đỉnh Hồ Kỳ Sơn cằn cỗi. Dưới ánh tinh quang, bỗng nhiên từ xa xa một bóng trắng khinh linh phiêu phất tựa hồ không có trọng lượng, theo gió núi thổi tới nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh núi. Trong ánh sao bằng bạc, thân hình yểu điệu chuyển động, da rẻ nõn nà, mi mục như vẽ, ánh mắt yêu mị lưu lộ như xuôi như khiến người ta yêu thương, chính là cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch. Hiện tại Tiểu Bạch mày ngài trao lại, nét mặt trầm trọng đứng trên đỉnh núi, xung quanh cảnh vật trơ trụi. Không cây không cối che chắn, gió núi hiu hiu thổi, y phục bay lất phất, thấp thoáng hiền lộ thân hình quyến rũ. Tiểu Bạch nhìn bốn xung quanh, trên đỉnh Hồ Kỳ Sơn khắp trốn toàn là đá sỏi. Không nói gì đến cây cối, đến một cụm cỏ hoang cũng không có. Nhìn cảnh sắc thế lương này, ai dám tin không quá 10 năm trước nơi đây vẫn còn là một vùng non xanh nước biếc. Người khác không biết, nhưng Tiểu Bạch biết. Nhân vì một dải Hồ Kỳ Sơn là nơi phát tích của hồ yêu tộc, nàng từ nhỏ đã ở đây, non non nước nước. Từng cành cây ngọn cỏ nơi này đối với nàng đều không giống bất kỳ nơi nào khác. Hiểm là không biết từ khi nào mọi thứ đều biến đi một cách quỷ dị, chỉ còn lại một phiến hoang lương trước mắt. Tiểu Bạch từ từ ngồi xuống, thò bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng bốc lên một nắm đất. Không phải, đáng lẽ ra là đất, nhưng đỉnh Hồ Kỳ Sơn đất đai nứt nẻ. Chỉ thấy toàn đá sỏi cứng rắn, rã rời trên tay nàng. Tiểu Bạch nhìn chăm chú vào tay, hai mắt chớp lóe dị quang, tựa hồ muốn phát hiện điều gì đó từ nắm đá vụn này. Một lát sau, nàng chậm rãi nắm tay lại thành quyền, xoay xuống dưới nhẹ nhẹ buông ra, đá vụn theo kẽ tay rơi xuống, giữa chừng bị một ngọn gió vừa lúc thổi tới mang ra xa. Dưới ánh sao phản xạ thành một vệt sáng mờ rồi biến mất trong bóng tối. Đá sỏi ở nơi này với nơi khác lại không khác gì nhau. Tiểu Bạch chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao. Ánh sao trải trên người nàng, tựa như một bàn tay mềm mại vuốt ve thân hình nàng, an ủi nàng. Đột nhiên hai mắt nàng mở to, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó, nhưng tiếp đó không thấy nàng làm động tác gì rõ rệt, lại bất ngờ giơ chân lên, động tác giống như một tiểu cô nương bình thường giận dỗi duyên dáng đạp mạnh xuống đất. Phịch, âm thanh trầm đục vang lên, theo gió tản khai xung quanh, bụi bốc mù mịt, rồi nhẹ nhẹ theo gió rơi xuống. Trong chốc lát, từ mặt đất dưới chân Tiểu Bạch, đột nhiên truyền lên một chuỗi thanh âm quái dị liên miên bất tuyệt, sau thời gian chừng một tuần trào mới dần dần ngừng lại. Tiểu Bạch bặm môi, thân hình tựa như một cụm mây trắng xoay tròn theo gió bốc lên, hết sức dịu dàng, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống đất dưới chân. Lát sau thân hình đã lên tới trên không. Hốt nhiên tay áo phất ra đánh xuống mặt đất. Kình đạo của cú phất này đương nhiên không nhẹ. Không gian lập tức vang động tiếng gió gào. Chỉ thấy cát bay đá chạy, bụi đất mịt mù. Trên không Tiểu Bạch không ngừng huy tụ phất xuống, trông giống như một thứ vòi rồng. Bao nhiêu đất đá sỏi cát đều bị xoay tròn cuốn hết lên trên. Tiểu Bạch khẽ hô một tiếng, thân hình đột nhiên lại lên cao thêm một trượng. Bóng trắng phiêu diêu như tiên tử dưới ánh sao, quyến rũ mê người. Theo đà bay lên của nàng, cột xoáy đất đá đột nhiên bị kéo lên trên, ngược chiều chuyển động với thân hình Tiểu Bạch, mau lẹ văng ra ngoài xa. Từ trong bóng tối không ngừng vang lên tiếng động lộp bộp của đất đá rơi xuống mặt đất. Dưới chân Tiểu Bạch xuất hiện một miệng hang rộng đến 6 thước, sâu hơn 1 trượng. Tiểu Bạch cất chân động tay dễ dàng đào lên một cái hang lớn trên đỉnh Hồ Kỳ Sơn đất đá rắn như sắt thép. Phần đạo hạnh này thật kinh thế hái tục, bất quá nếu nghĩ đến đạo hạnh nghìn năm của Tiểu Bạch thì lại chẳng có chi là lạ. Chỉ có điều hiển nhiên không phải giữa đêm khuya buồn chán chạy đến đây để đào hang. Từ trên không chậm chậm hạ xuống, ánh mắt không rời huyệt động, thân hình rơi thẳng xuống địa động. Vừa nhập địa động, tốc độ rơi đột nhiên biến thành rất chậm. Tựa hồ có vật gì đó vô hình đỡ lấy hai chân nàng. Tiểu Bạch chăm chú nhìn vách địa động, mượn ánh sao bàng bạc chiếu xuống ngưng thần coi kỹ. Bàn tay thon nõn nà như tuyết đặt trên tường đá thô ráp thật là tương phản, cảm giác kỳ dị. Nhưng Tiểu Bạch hoàn toàn không chú ý, chỉ thuận theo lòng bàn tay và thân hình chậm chậm hạ xuống xem xét kỹ lưỡng vách địa động.
Ánh mắt nàng dõi theo vách đá xám xanh, xù xì cứng rắn, bàn tay chạm vào lạnh lẽo vô cùng. Tiếp đó tùy theo thân hình Tiểu Bạch từ từ rơi xuống, ánh mắt cũng chậm rãi hạ xuống, xuống hết một thước, vẫn là nham thạch xanh xám. Không có biến hóa gì hết, không khác gì nham thạch nơi khác. Tiếp tục hạ xuống, thủ trưởng như tuyết nhẹ trôi theo bờ tường, xuống sâu hai thước vẫn y như vậy. Hai thước, bốn thước, năm thước. Không có gì thay đổi, vẫn là nham thạch xù xì cứng rắn. Giá bút tựa hồ ngưng tụ từ ngàn vạn năm truyền lại. Đột nhiên đến giờ trời đất mở ra, từ vách động thô ráp phát tán hơi lạnh. Trên mặt Tiểu Bạch không thấy biểu hiện gì, thân hình cứ thế từ từ trôi xuống. Chợt một lúc sau, ánh mắt sáng lên, thân hình lập tức dừng lại. Sâu dưới mặt đất sáu thước, trên bức tường nham thạch bên cạnh bàn tay nàng, rốt cuộc đã phát hiện dấu lạ đầu tiên. Một vệt đỏ nhạt như một tia máu nhỏ xuất hiện trên mặt đá. Tiểu Bạch chăm chú nhìn vệt đỏ. Rất lâu, chợt hé miệng cười lạnh, thân hình tiếp tục trôi xuống, ngưng thần quan sát. Quả nhiên xuống dưới càng nhiều vết lạ, vốn dĩ càng xuống dưới nham thạch càng cứng rắn. Hiện tại thì lại càng xuống dưới vệt đỏ càng nhiều hơn, màu sắc cũng càng sẫm hơn, xuống đến độ sâu một trượng. Tiểu Bạch từ từ xoay người quan sát, chợt nhìn thấy một phiến đá đỏ như máu với những vết nứt lớn ngang dọc. Xung quanh đó tường đá không còn hơi lạnh nữa mà lại phả ra mùi huyết tinh nồng nạt. Thật quả là đáng sợ, thật quả là khủng bố. Ánh mắt Tiểu Bạch không giấu được vẻ chán ghét, hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh chợt động bay vọt lên khỏi địa động, hạ xuống mặt đất ở bên cạnh. Ánh sao đêm lại một lần nữa tưới đẫm thân hình nàng, tẩy sạch tàn dư hắc ám của cơn ác mộng vừa rồi. Tiểu Bạch sắc mặt bình tĩnh, đón làn gió đêm từ xa thổi tới, hít sâu một hơi thở, ngẩng mặt nhìn trời. Sau đấy chợt cười một tiếng, hạ giọng nói, từ ngàn năm nay, cũng có mấy kẻ không biết trời cao đất dày muốn làm những chuyện ngu xuẩn. Kết quả cuối cùng thế nào, để rồi xem, hắc hắc. Tiếng cười lạnh lùng theo gió đêm truyền đi, không biết bay đến xó xỉnh nào của nhân gian. Dưới ánh sao đêm, hình bóng áo trắng mỹ lệ vẫn đứng trên đỉnh núi nghênh đón làn gió núi, cô đơn tịch mịch. Trong đêm đen này, tựa hồ cũng còn nhiều người không ngủ được như vậy. Tựa hồ có chuyện gì đấy vấn vương trong lòng làm gợi nên những nỗi niềm vô danh, những cảm giác khó nói thành lời. Trong hang động dưới lòng hồ Kỳ Sơn, Quỷ Lệ và Quỷ Tiên Sinh vẫn đang tụ tinh hội thần tham ngộ tinh bàn. Bọn họ đã đi tới thời điểm mấu chốt. Với học thức uyên bác của Quỷ Tiên Sinh, cũng đã miễn cưỡng suy đoán mấy chữ cổ trên ngọc bàn. Tuy tạm thời vẫn chưa hiểu thấu bí mật của ngọc bàn, nhưng so với mấy ngày trước đã khá hơn nhiều. Quỷ Lệ trong lúc khẩn trương, chợt cảnh giác, ánh mắt rời khỏi tinh bàn nhìn ra bốn phía, chỉ thấy bên mình trống trải. Tiểu Hôi không biết đã chạy chơi, xó nào, hay đã tìm chỗ nào đánh một giấc rồi. Cặp mắt chợt lóe lên nhìn vào cuộn tranh bên cạnh, trầm mặc đôi chút, tựa hồ nhớ ra chuyện gì, miệng khẽ mỉm cười. Có điều nụ cười này tuy ấm áp nhưng đã mau chóng tắt ngấm, nhẹ nhẹ lắc đầu, tựa như muốn buông rơi những chuyện không nên nhớ đến lúc này, liền đó lại quay lại với khối tinh bàn đầy bí ẩn. Ở một nơi khác trong lòng hồ Kỳ Sơn, trong hàn băng thạch thất tĩnh lặng, khói sương lãng đãng, Bích Dao vẫn mê mệt trong giấc ngủ. Bên nàng Quỷ Vương ngồi trầm mặc cúi đầu, mớ tóc hoa dâm xóa xuống nhắc nhở tuổi già. Vậy mà người nằm mê man bên đây lại càng khiến ông ta ngấm ngầm đau xót. Những đêm dài như thế này, giống như biết bao đêm trong vòng 10 năm qua, ông ta không hề ngủ được. Ông lặng lẽ chờ đợi, đợi bình minh, đợi ngày mai, dù rằng ngày mai thực sự không có gì khác. Bàn tay ông ta vô tình nắm chặt, ở nơi xa xôi ngàn dặm, đêm trường cũng cô đơn vắng lặng như thế này. Cao cao trên Thanh Vân Sơn Tiểu Trúc Phong, gió đêm gào thét, rừng tre xào xạc, Lục Tuyết Kỳ trên giường chậm chậm ngồi dậy. Đêm nay, không biết làm sao nàng không ngủ được, thao thức vì ai. Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, không mang hài, bàn chân trần mềm mại dẫm lên mặt đất. Từ lòng bàn chân truyền lên cảm giác dễ chịu, mặt đất mát lành như nước. Nàng bước tới bên cửa sổ, đưa tay đẩy cánh cửa, đầy trời sao sáng như sóng nước lung linh lập tức dọi vào, chiếu sáng tấm dung nhan tuyệt mỹ.
Lục Tuyết Kỳ đứng yên, lặng lẽ ngắm bầu trời đầy sao. Trong đêm dài này, người phương xa phải chăng cũng đang đón ánh sao với nàng. Ánh sao bàng bạc có chiếu trên người chàng. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời, cũng vẫn không một cử động, dường như nàng đang chờ đợi điều gì. Ánh sao mơ màng phảng phất vĩnh viễn bất biến, chiếu xuống nhân thế biến đổi, chiếu xuống mọi ân oán tình cầu. Lẽ nào ngày mai sẽ tốt lành? Trong trái tim nàng âm thầm mong ước điều ấy. Ngày mai sẽ thế nào? Không ai biết. Các bạn đang nghe truyện Chu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 250: Hung hầu. Hồng quang không ngừng chớp động, không gian rộng lớn sáng rực như ban ngày, xung quanh tràn ngập khí vị huyết tanh. Một bình đài rộng rãi từ cửa động vươn ra đến tận giữa hang. Tiểu Hôi thận trọng tiến vào, nhảy lên bình đài. Thân hình nhỏ nhắn của nó lọt thỏm trong hang động to rộng trông lại càng bé xíu. Hiển nhiên nơi này hoàn toàn không như những chỗ khác. Dù cho hết sức hiếu động và tò mò như Tiểu Hôi cũng cảm thấy điều gì đó, mới không ngay lập tức chạy thẳng vào mà lại đứng yên tại chỗ, ba con mắt đảo tròn nhìn tứ phía. Đáng chú ý nhất là khắp nơi đều một màu đỏ, trên không ánh hồng chớp động. Ngẫu nhiên trong cảnh tĩnh lặng có tiếng ồn ào chính là một trận hồng phong quét qua. Mặt đất bình đài dưới chân Tiểu Hôi cũng xuất hiện một vệt đỏ quái dị. Tiểu Hôi đứng lặng nhìn xung quanh một lúc lâu, đoạn từ từ đi lên phía trước. Trong không gian rộng mở lúc này chỉ duy nhất thân ảnh nhỏ bé di động. Ánh hồng quang chớp chớp bất định chiếu lên thân hình nó tạo thành một cái bóng dài dài phía sau. Trong lúc chậm rãi đi tới, đôi lúc Tiểu Hôi quay đầu nhìn ngó. Bầu không khí tuy 10 phần quỷ dị, nhưng trong lúc Tiểu Hôi bước đi không thấy bất kỳ biến hóa khác lạ nào. Rất mau lẹ, Tiểu Hôi tới tận cùng bình đài. Ở đầu này bình đài, khí vị huyết tinh đậm đặc nhất, cảm giác như sộc thẳng vào mặt. Dù là Tiểu Hôi cũng không thể không lộ vẻ khó chịu, đưa tay bịt mũi. Tận cùng bình đài nằm chính giữa hang động, bên dưới chính là một huyết trì sâu thẳm. Tiểu Hôi thong thả tiến tới, thận trọng nằm sấp xuống thò đầu quan sát. Trước mắt là một hồ nước lớn, nước hồ đỏ tươi như máu. Từ dưới đáy không ngừng có những bọt khí nổi lên, tới mặt hồ liền vỡ ra phát tán mùi huyết tanh nồng. Dưới nước có 4 con linh thú khổng lồ tựa như bị cầm cố. Đại bộ phận thân thể chìm trong nước máu, coi ra đều hữu khí vô lực, mỏi mệt suy kiệt, hầu như không thấy động đậy gì. Đột nhiên Tiểu Hôi cứng người lại, con mắt giữa trán vụt sáng lên. Một trong 4 con cự thú hình dáng tựa như quái vật phi long, răng nanh dài nhọn, thoạt nhìn có 3 phần giống lợn, chính là man hoang trúc long. Một con nữa chỉ có 1 chân, thân hình to lớn, tiếng kêu như sấm sét, tuy chìm dưới nước mà trông vẫn như một tòa núi nhỏ, chính là Đông Hải Quỷ Ngưu. 2 con linh thú này Tiểu Hôi chưa từng gặp qua, chỉ liếc một cái rồi bỏ qua. Nhưng còn 2 con linh thú còn lại nó đã từng gặp, một con hình dáng như phượng hoàng, bộ lông tuyệt đẹp, ẩn ước uy phong như chúa tể các loài chim, chính là linh thú ngày nọ bảo vệ thiên đế bảo khố tại vùng đầm lầy phía tây, Hoàng Điểu. Linh thú cuối cùng chính là nguyên nhân khiến Tiểu Hôi vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, chính là con cự thú Thao Thiết ngày nọ theo bên cạnh thú thần. Sau khi thú thần chết có giao hảo với Tiểu Hôi, mấy con linh thú kia chịu khổ thì mặc kệ. Chính vì Tiểu Hôi cũng chẳng quen biết gì chúng, trong số đó Hoàng Điểu lại còn có chút oán cừu với Tiểu Hôi. Trông thấy kết cục của nó như thế, không chừng Tiểu Hôi còn hoa chân múa tay cao hứng. Nhưng Thao Thiết và Tiểu Hôi giao tình không nhạt, lúc này nhìn nó toàn thân chìm trong huyết thủy, bộ dạng đờ đẫn bất lực, Tiểu Hôi lập tức trở nên khẩn trương, kêu vang chi chi. Tiếng kêu của Tiểu Hôi mau lẹ phá vỡ sự yên tĩnh của huyết trì. Tứ đại linh thú đâu phải xúc sinh tầm thường. Tuy bị trận pháp quỷ dị cầm cố, toàn thân linh khí bị hấp thụ triệt để, nhưng vẫn đồng thời quay đầu lại nhìn lên phía trên. Chỉ thấy cao cao trên mặt bình đài, đột nhiên xuất hiện một con khỉ đang hướng xuống dưới kêu réo. 3 con linh thú còn lại không có phản ứng gì. Nhưng Thao Thiết nhìn một cái đã nhận ra Tiểu Hôi, cái đầu khổng lồ lắc lư, giống lên một tiếng, tiếc là mới được nửa chừng khí lực đã cạn, âm thanh dần dần hạ xuống.
Hiển nhiên một thân linh khí của Thao Thiết 10 phần không còn một, sức cùng lực kiệt. Tiểu Hôi coi thảm trạng của Thao Thiết càng thêm tức giận, nhưng giận rồi cũng không biết phải làm gì, cứ ở trên bình đài vò đầu bứt tai vội vã cuống quýt. Ở bên dưới tựa hồ mấy con linh thú còn lại đã nhìn thấy biểu hiện kỳ dị của Tiểu Hôi không giống mấy người điều khiển trận pháp ngày thường. Nhất thời hoàng điểu kêu vang, thêm vào tiếng gầm gừ quái dị của Trúc Long đồng thời truyền lên, thảy đều ra ý khẩn cầu. Bốn con linh thú này bị tứ linh huyết châm cầm cố, nguyên bổn đều là thiên địa linh thú cực kỳ hung mãnh, tung hoành một phương, chưa bao giờ để vật gì trong mắt, nói gì đến thời điểm này bắt buộc phải lên tiếng cầu xin. Từ đây có thể tưởng tượng tứ linh trận này ác độc đến mức nào. Cho dù là hồng hoang dị chủng linh thú của đất trời cũng không chịu đựng nổi cực hình phệ linh tẩm huyết. Hàng loạt tiếng kêu ai oán truyền đến. Tiểu Hôi như kiến bò chảo nóng cuống quýt chạy tới chạy lui. Đột nhiên giống như hạ quyết tâm, dậm chân nhảy xuống. Tứ đại linh thú nhìn thấy hành động này, lập tức cả loạt sao động. Nhưng chỉ thấy Tiểu Hôi cái đuôi không ngừng ve vẩy, thân hình đang lướt trên không đột nhiên quay ngược trở lại, giống như bị gió thổi bạt đi, bịch một tiếng rớt xuống thạch trụ bên dưới bình đài. Vốn loài khỉ giỏi nhất là leo trèo, tuy rằng thạch trụ cao vút, nhưng bên ngoài xù xì thô ráp, có chỗ lại đột ngột nhô ra một khối đá. Người thường trông thấy thì e ngại, đối với con khỉ Tiểu Hôi lại là chỗ đặt chân lý tưởng. Chỉ thấy thân hình màu xám từ trên thạch trụ mau lẹ tụt xuống, cự ly 10 trượng không mất đến một khắc đã từ bình đài tiếp cận với mặt nước. Ở bên cạnh này mùi tanh tưởi càng nồng nặc phát buồn nôn. Xung quanh toàn một màu nước hồ đỏ rực, từ dưới đáy không ngừng có những bọt khí nổi lên đến mặt nước nổ vỡ lục buộc. Con cự thú ở gần thạch trụ nhất không phải là Thao Thiết mà là Đông Hải Quỷ Ngưu với thân hình vĩ đại. Thao Thiết nằm ở bên trái Quỷ Ngưu. Tiểu Hôi bám thạch trụ mở to mắt nhìn, với linh cơ của nó, đương nhiên không muốn rơi xuống làn nước kinh khủng này. Một lát sau, Tiểu Hôi tựa như phát hiện cái gì đấy, bốn chân rụt về, song cước đạp vào thạch trụ, mượn đủ lực nhảy vọt ra xa nửa trượng, đúng vào chỗ da bụng Quỷ Ngưu lộ ra khỏi mặt nước, đoạn lại điểm chân vào đó nhảy thêm một cú. Thân hình vẽ nên một vệt xám trong không trung, rơi đúng vào đỉnh đầu Thao Thiết lộ trên mặt nước. Chi chi, chi chi, hạ xuống đầu Thao Thiết, lập tức Tiểu Hôi kêu vang, đồng thời song thủ xoa lên da đầu trống trơn của Thao Thiết dò xét kỹ càng, dáng vẻ cực kỳ quan tâm, tựa như muốn xem đáo để lão bằng hữu thụ thương thế nào. Thao Thiết này nào cực kỳ hung hãn, xem ra lúc này đối với Tiểu Hôi lại 10 phần vui sướng và yên tâm. Liên tiếp phát ra những âm thanh trầm trầm, cái đầu khe khẽ lắc lư. Xung quanh ba con linh thú còn lại lúc này đều yên lặng chăm chú vào Tiểu Hôi và Thao Thiết. Tiểu Hôi coi xét lớp da đầu cứng rắn của Thao Thiết một lúc rồi ngừng lại, tựa hồ có chút khó khăn nghi hoặc, nhất thời không hiểu rõ tình huống xung quanh, ngồi trên đỉnh đầu Thao Thiết, đưa tay ôm đầu. Bất ngờ chính lúc ấy, vì toàn thân Thao Thiết chỉ có đỉnh đầu nhô lên khỏi mặt nước, chỗ đứng chân rất nhỏ, Tiểu Hôi chỉ hơi lơ đãng một chút đã để chót đuôi rơi xuống nước. Chi chi, chi chi, Tiểu Hôi tựa như phải bồng nhảy vọt lên, xung quanh bốn con cự thú đồng thời sao động, không ngớt rền rĩ. Thao Thiết dưới chân Tiểu Hôi cũng giật mình kinh hãi, nhưng cái đầu vẫn không dám loạn động sợ làm Tiểu Hôi rơi xuống nước. Chỉ gầm gừ liên tục, đồng thời hai mắt trắng dã to như hai quả chuông đảo ngược lên muốn coi xem đáo để có chuyện gì phát sinh với Tiểu Hôi, trông thật buồn cười. Tiểu Hôi túm đuôi đưa lên tận mặt nhìn xem, thấy màu chót đuôi vừa rồi bị chạm xuống nước tuy rằng chưa đến nỗi nứt ra rách thịt, nhưng cũng bị cháy xém ít nhiều giống như bị lửa đốt, ngơ ngác một lúc, đoạn phùng má thổi mấy hơi vào chót đuôi. Không biết có phải vì thế hay không mà cảm giác đau đớn cũng giảm đi một chút. Tiểu Hôi thả cái đuôi ra, thận trọng đứng lên, vươn tay vỗ mấy cái lên đầu Thao Thiết, ý muốn nói không có chuyện gì. Thao Thiết khi ấy mới yên tĩnh trở lại, ba con linh thú kia cũng bình tĩnh hơn. Chỉ một lúc sau, ánh mắt Tiểu Hôi lướt qua Thao Thiết nhìn mấy con thú còn lại, phát hiện bọn chúng đều bị cấm cố trong huyết trì, hữu khí vô lực, liền hết sức phẫn nộ. Vừa rồi cái đuôi mới khẽ chạm xuống nước mà đã thấy lợi hại đến thế,
Bốn con linh thú này cả ngày dầm mình trong hồ nước hỏi sẽ đau khổ đến chừng nào. Nộ khí trong mắt Tiểu Hôi mỗi lúc một nhiều, đột nhiên từ trên đầu Thao Thiết nhảy vọt lên, miệng kêu chi chi, chi chi, đồng thời vươn tay kéo Thao Thiết, tựa hồ muốn nhấc Thao Thiết ra khỏi mặt nước. Trông thấy động tác của Tiểu Hôi, ba con thú kia nhất loạt kêu lên ai oán. Đồng thời Thao Thiết cũng không theo sự lôi kéo của Tiểu Hôi mà đứng lên, ngược lại cái đầu to tướng của nó lại khe khẽ lắc lư. Chính vào lúc này, đột nhiên phía trước truyền lại một tiếng giống trầm đục, chính là do quỷ ngưu phát ra. Tiểu Hôi, Thao Thiết và hai con thú kia đồng thời quay sang nhìn, chỉ thấy quỷ ngưu tựa hồ có điều gì muốn thiết mình. Sau khi giống lên, cả tấm thân to lớn từ từ di động, bộ dạng như muốn đứng lên. Những con thú còn lại đăm đăm nhìn quỷ ngưu, trong số linh thú thân hình quỷ ngưu lớn nhất, xem ra thể lực cũng tốt nhất. Chỉ coi nó cố sức dãy giụa, thân hình khổng lồ sắp sửa quỳ lên đứng dậy. Đột nhiên từ phía trên xuất hiện bốn luồng sáng đỏ sẫm trông như những cây trụ màu đỏ, mau lẹ bao trùm bốn con cự thú trong ánh hồng quang. Quỷ ngưu lúc này tựa hồ mất hết sức lực, như tòa núi đổ sầm một tiếng, lại ngã xuống nước, huyết hoa bắn ra, tung tóe, vừa đau đớn vừa thê thảm. Những con thú khác bị nhốt trong màn sáng hồng đồng thời cũng lộ vẻ thống khổ. Tiểu Hôi đứng trên đầu Thao Thiết, hồng quang chiếu xuống tự nhiên cũng trùm lên người nó. Nhưng không biết làm sao đại khái đối với Tiểu Hôi không có ràng buộc gì. Tiểu Hôi chỉ giật mình một cái rồi phát giác bản thân mình không có gì lạ. Bốn đạo hồng quang từ trên cao xả xuống, sau khi trùm kín thân hình bốn con thú, trong ánh hồng chớp động mau chóng xuất hiện từng đoàn những tia bạch khí từ thân mình những con linh thú bị hút ra, âm thầm bay lên biến mất ở trên cao. Trông thấy tình cảnh này, đương nhiên Tiểu Hôi hiểu rõ mọi sự, quay phát lại, ba mắt mở tròn, con mắt chính giữa chớp sáng lấp lánh, dị quang lưu truyền. Bốn luồng hồng quang nọ nhìn từ dưới lên trên dần dần nhỏ lại, thì ra từ chiếc quái đỉnh lơ lửng ở khoảng cách cao hơn bình đài chừng 10 trượng phát xạ ra. Tiểu Hôi dán mắt nhìn vào quái đỉnh, đột nhiên hú lên một tiếng quái dị, hai chân đạp mạnh, thân hình rời khỏi đỉnh đầu Thao Thiết bay thẳng tới chỗ quỷ ngưu. Đám linh thú nhất loạt nhìn Tiểu Hôi lướt trong không trung, nhưng thân hình đột nhiên biến đổi kỳ dị, kim quang trong con mắt giữa trán đại thịnh, phóng ra một luồng sáng rực rỡ chói mắt. Bên trong thân thể phát ra những tiếng răng rắc kịch liệt từ đầu đến chân. Tiểu Hôi vượt qua khoảng cách hơn một trượng, hạ xuống thân hình to lớn của quỷ ngưu. Thân hình đã bao trùm trong một tầng kim quang sáng rực, thân hình so với lúc trước lớn hơn gấp đôi, nhưng hiển nhiên vẫn còn chưa ngừng lại. Tiểu Hôi không dừng lại ở thân hình quỷ ngưu, liên tiếp hú lên, đột nhiên lại nhảy vọt lên, thân hình lại lần nữa bay lên không, lần này lại hướng về phía thạch trụ lướt tới. Lần này khi lướt trong không trung, thân hình Tiểu Hôi lại phát sinh biến hóa. Từ sâu trong lớp kim quang sáng chói chợt xuất hiện ánh hồng kỳ dị, mau lẹ giao tiếp với kim quang, oàng một tiếng như sét nổ. Thân hình tam nhãn linh hầu vụt bành trướng, giống như truyền thuyết về sự lột xác, đột nhiên biến thành một con cự hầu thân hình cao tới hơn trượng, ba con mắt đỏ hồng như máu, trong miệng chìa ra hai chiếc nanh nhọn hoắt, uy phong lẫm liệt, sát khí đại thịnh. Bịch, thân hình to lớn của Tiểu Hôi nhảy phốc lên đầu thạch trụ to lớn không ngừng chao đảo. Đồng thời Tiểu Hôi không chút do dự, không ngừng giống lên, mau lẹ trèo lên trên. Thạch trụ cao 10 trượng với thân thủ lúc này của cự hầu chỉ trong nháy mắt đã vượt qua. Thân hình to lớn của Tiểu Hôi nhảy lên bình đài, ngẩng đầu nhìn quái đỉnh lững lờ trên không trung. Cự hầu giơ tay vỗ ngực, ngửa đầu hét lớn: "A a!" Tiếng hú này uy thế kinh người, phong vân biến sắc. Hang động vốn yên tĩnh bây giờ tiếng rú gào truyền lan khắp nơi khắp chốn. Hồng quang rung động trong không gian. Trên Phục Long đỉnh, vầng sáng hồng run rẩy. Đoạn những luồng hồng quang tựa hồ như có linh tính từ từ chuyển động. Đối diện với trận pháp quỷ dị và sự vật chưa biết này, Tiểu Hôi nhăn mặt nhe răng, mặt mũi đầy vẻ hung hãn, ngửa đầu hét lớn. Sau đó đằng không bay lên, tới cự ly 10 trượng cao, đột nhiên quát vang, oai mãnh đáng sợ. Hồng ảnh trên đường tiêu thất hết, ý hẳn muốn chộp lấy Phục Long đỉnh. Nhưng tứ linh trận đâu dễ coi thường,
Đúng lúc Tiểu Hôi định chộp lấy nó, chợt xung quanh Phục Long đỉnh xuất hiện một quầng sáng đỏ như máu. Thân hình to lớn của Tiểu Hôi va vào vầng sáng này, lực đạo mãnh liệt như vậy lập tức hóa thành mất tăm mất tích, không thể tiến vào một chút nào, lại rơi xuống dưới. Ngay lập tức, tứ linh huyết trận bắt đầu phản kích. Vô số bóng hồng quang trong không trung nhất loạt tụ lại, xa xa Phục Long đỉnh tựa như một vầng mặt trời đỏ chói kỳ dị. Xung quanh hàng vạn điểm sáng hồng hình thành một tấm mảnh sáng khổng lồ, trên đó chợt hiện hàng trăm vật thể màu đỏ lớn chừng ba thước. Ngay sau đó, những tiếng oanh oanh trong chớp mắt đã vang động cả hang động. Những vật hồng sắc này rung động càng thêm kịch liệt, từ bên trong bắn ra những bong bóng máu tròn tròn quái dị khủng khiếp, xạ xuống như mưa bão, nhắm thẳng vào Tiểu Hôi. Tiểu Hôi ngẩng lên trời hú như sấm sét, quanh mình kim quang càng thêm sáng chói. Thân hình vừa chạm đất lập tức lăn qua một bên, thân thủ linh hoạt nhẹ nhàng, quỷ vật từ trên không bắn xuống nhất loạt đập vào bình đài. Trong chớp mắt, mặt đất cứng rắn của bình đài đã bị ăn mòn thành một loạt hố sâu, lại phát xuất âm thanh xì xì quái dị khiến người ta thật kinh tâm động phách. Đợt công kích như cuồng phong bạo vũ này vừa chấm dứt, không để Tiểu Hôi kịp thở, từ trên không tấm mảnh sáng đã phát sinh dị biến. Hồng sắc quang trên mảnh sáng lại lần nữa phình lên đến hơn 10 chỗ, lớn chừng nửa trượng, tốc độ cực nhanh, căn bản không chờ Tiểu Hôi phản ứng lại, từ trung tâm bắn ra những khô lâu quang ảnh màu đỏ. Tay cầm đao kiếm, miệng phun độc dịch, lửa nóng hay băng lạnh, từ trên không rú gào nhảy xuống, nhe nanh múa vuốt nhào đến chỗ Tiểu Hôi. Cảnh tượng này thật đáng sợ như địa ngục, hang động to lớn vang động tiếng rú rít. Nước trong huyết trì không ngừng sôi trào, tứ đại linh thú hết sức phẫn nộ. Tất cả đều vươn đầu gào giống liên miên. Ở trên bình đài, hơn 10 khô lâu ảnh đồng thời nhảy xuống. Nhưng Tiểu Hôi nhìn cảnh tượng này càng thêm hung hãn. Hai tay nắm thành quyền đầu đặt trước ngực, há miệng hét lớn, không lùi mà tiến xông thẳng vào đám khô lâu ảnh đang ào ào phi đến, hóa thành một bóng xám lớn. Chớp mắt đã lọt vào giữa trận huyết hồng. A à, à, tiếng giống to như sét nổ, xé rách không gian. Tiểu Hôi tả xung hữu đột trong trận khô lâu, hai cánh tay to tướng múa lên như điên cuồng, lập tức đánh khô lâu trước mặt văng đi. Một khô lâu khác huy đao chém tới, Tiểu Hôi đánh ra một quyền, quyền kình cứng rắn đánh bật lưỡi đao chém ngược vào đầu đối phương, tiện đà đá ra một cước. Hự một tiếng, khô lâu nọ bị đá bắn ra xa, văng xuống huyết trì. Xung quanh đám khô lâu kêu la quái dị, ào ào xông lên, tựa hồ không biết sợ là gì. Tầng tầng lớp lớp những chiêu thức ác độc từ bốn phương tám hướng ập tới. Không bao lâu, thân hình lông xám của Tiểu Hôi đã trúng 5-6 vết thương, trong đó có mấy chỗ lập tức biến thành màu đen sẫm, hiển nhiên có chứa kịch độc. Vết thương đau đớn kịch liệt càng khiến cự hầu đại phát hung tính, xoay người đánh ra một trường sấm sét, trường phong ầm ầm quét qua. Âm thanh lắng dịu rồi mới thấy ba cái đầu khô lâu lăn lóc trên mặt đất. Ba thân hình không đầu còn bước thêm mấy bước rồi mới chịu ngã xuống. Các bạn vừa nghe xong tập 50 của bộ truyện Chu Tiên tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.